Nếu là Hải Linh tộc đại trưởng lão che giấu không nói, muốn họa Thủy Đông dẫn, Hứa Viêm đối Hải Linh tộc hảo cảm sẽ không còn sót lại chút gì. Bất quá tất nhiên Hải Linh tộc đại trưởng lão nói thẳng trong đó lợi hại vị trí, Hứa Viêm nhưng là không quan tâm cái này khoai lang bỏng tay. Đối với Hải Linh tộc mà nói, cái này hai kiện y phục sẽ mang đến nguy cơ, đối với Hứa Viêm đến nói, nhưng là không coi là cái gì, không quản nhớ thương người là ai, thực lực làm sao, Hứa Viêm đều không để ý. Tất nhiên hợp ý, vừa vặn có thể đưa người, há có không thù lý lẽ, với ta mà nói, không coi là phiền phức, ta liền nhận. Hứa Viêm đem hộp ngọc thu vào, tốt nhắc nhở tiểu hữu, nhớ thương vật này người, bây giờ sợ rằng đã có thần tôn cảnh giới. Hải Linh tộc đại trưởng lão trịnh trọng nói, thần tôn cảnh sao, không sao cả. Hứa Viêm cười nhẹ một tiếng, lờ đễnh, tiểu hữu có cái lòng tin này, tiểu lão nhân ta liền yên tâm. Hải Linh tộc đại trưởng lão thở dài một hơi, Hứa Viêm tiếp tục tại trong bảo khố đi dạo, tìm kiếm hợp nhãn duyên bảo vật, chọn chọn lựa lựa, nhận lấy một chút bảo vật về sau, Hứa Viêm tính toán, có thể đưa người đều chọn lựa bảo vật, cũng không có đặc biệt làm hắn động tâm bảo vật, đang chuẩn bị rời đi. Hải Linh tộc đại trưởng lão nhưng là mở miệng nói, tiểu hữu, không ngại nhìn một chút những cái kia cổ vật, tục truyền là cực kỳ lâu đời tuế nguyệt cổ vật. Những này cổ vật, có gì chỗ đặc thù? Hứa Viêm hiếu kỳ nói, ta cũng không nói lên được. Hải Linh tộc đại trưởng lão lắc đầu, dẫn đầu Hứa Viêm đi tới bảo khố một cái góc. Đưa tay tại bảo khố trên vách tường có tiết tấu vỗ vỗ, tiếp lấy bảo khố nơi hẻo lánh trên mặt đất, nháy mắt hiện ra một cái nhập khẩu. Tiểu hữu, đi theo ta. Hải Linh tộc đại trưởng lão tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Hứa Viêm lông mày nhíu lại, cái này dưới mặt đất phòng bảo tàng ngược lại là bí ẩn, bình thường cường giả sợ rằng đều không thể phát hiện. Đi theo Hải Linh tộc đại trưởng lão tiến vào thông đạo dưới lòng đất, đi tới một gian xung quanh bất quá mấy trượng phòng bảo tàng bên trong. Một bước vào phòng bảo tàng liền phát giác một cỗ cổ pháp chi ý, thậm chí phát giác một loại tuế nguyệt lắng đọng cảm giác. Phòng bảo tàng bên trong cổ vật không nhiều, chỉ có chút ít mười mấy món, trong đó làm người ta chú ý nhất chính là một cái tản ra óng ánh quang huy màu xanh thẳm hạt châu. Trừ cái đó ra, còn lại đồ vật thoạt nhìn đều vô cùng cũ kỹ, lại có một loại tuế nguyệt lắng đọng cảm giác. Toàn bộ bảo tàng mật thất bên trong làm cho người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ là cái này cái màu xanh thẳm hạt châu. Nhưng mà Hứa Viêm ánh mắt nhưng là cũng không có đặt ở hạt châu bên trên, mà là nhìn hướng một cái khác vật. Đó là một cái lọ đá, lại không phải bình thường lọ đá, loang lổ cũ kỹ hộp thân thể, trừ tuế nguyệt lắng đọng cảm giác bên ngoài tựa hồ thường thường không có gì lạ. Nhưng mà Hứa Viêm nhưng là nhìn thấy lọ đá lưu chuyển lên nhàn nhạt vận ý, phong tỏa hộp bên trong đồ vật, làm cho hộp bên trong đồ vật sẽ không theo tuế nguyệt trôi qua mà thối rữa. Hải Linh tộc đại trưởng lão khẽ giật mình, vốn cho rằng Hứa Viêm sẽ ngay lập tức tường tận xem xét viên kia màu xanh thẳm hạt châu. Dù sao tại những này cổ vật bên trong, hạt châu này thoạt nhìn nhất bất phàm, lại không ngờ tới Hứa Viêm ngay lập tức chú ý, vậy mà là một cái lọ đá. Cái này lọ đá có chút đặc thù, ta đã từng muốn mở ra điều tra bên trong là vật gì, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào mở ra, mà còn lấy ta thực lực cũng vô pháp phá hư cái này lọ đá. Hải Linh tộc đại trưởng lão mở miệng nói ra, cái này lọ đá có cái gì lai lịch? Hứa Viêm tò mò hỏi. Tục truyền chính là tộc ta cổ hoàng chỗ chân tàng, cụ thể làm sao nhưng là không được biết rồi, bất quá tại tộc ta một chút trong cổ tịch nhưng là giải rác vài câu nói khối đá này hộp chính là cái nào đó đại nhân vật ban cho ta tộc cổ hoàng. Hải Linh tộc đại trưởng lão nhớ lại một cái nói, tiếp lấy lại bổ sung, xét thấy tộc ta từng là chân long nhất hệ chân linh, cho nên suy đoán khả năng cùng chân long có quan hệ. Hứa Viêm đem lọ đá cầm lấy nói, vật này ta nhận, Hứa tiểu hữu thích liền được. Hải Linh tộc đại trưởng lão mừng rỡ nói, sợ nhất Hứa Viêm không thích, chỉ cần Hứa Viêm thích, nhận lấy Hải Linh tộc bảo vật, lẫn nhau ở giữa bao nhiêu tồn tại một chút tình cảm cùng nguồn gốc. Ngày khác nếu là Hải Linh tộc quả thật gặp phải đại kiếp, nghĩ đến đây nguồn gốc, Hứa Viêm cũng sẽ xuất thủ một hai. Hứa Viêm đem lọ đá thu hồi, đồ vật bên trong đến tột cùng là cái gì, mặc dù chưa thể dòm toàn cảnh, nhưng là có một chút suy đoán, vừa vặn có thể đưa cho sư phụ. Đón lấy, Hứa Viêm nhìn hướng viên kia màu xanh thẳm hạt châu. Hải Linh tộc đại trưởng lão giới thiệu nói, vật này tên là Thương Hải Châu, nghe đồn cũng là tộc ta cổ hoàng để lại. Cụ thể có tác dụng gì, ta cũng không biết, nhưng tất nhiên ẩn giấu đi một chút chỗ huyền diệu. Hứa Viêm nghe vậy không nhịn được trong lòng hơi động, Thương Hải Châu, cái kia cự quy, tên là Thương Hải Rùa, chẳng lẽ cái này châu cùng Thương Hải Rùa, xuất từ cùng một nơi, Thương Hải, cái này thiên địa, có một nơi kêu Thương Hải sao? Nhưng, Thương Hải Rùa, là thiên ngoại sinh linh, cũng không phải là nơi đây thiên địa cường giả. Chẳng lẽ Thương Hải tại thiên địa bên ngoài? Hứa Viêm hiếu kỳ nghĩ đến, đại trưởng lão có biết cái này thiên địa có tên gọi Thương Hải địa phương sao?
Hải Linh tộc đại trưởng lão lắc đầu nói, chưa từng nghe, nơi đây thiên địa chi hải, một mực xưng là biển xanh. Bây giờ thần vực Bích Hải cảnh, cùng với linh vực biển xanh, đều là thiên địa cuồn cuộn biển xanh một bộ phận. Thiên địa chi biến, ngăn cách thành bây giờ trạng thái, nghe đồn viễn cổ thời điểm, biển xanh mênh mông, xa không phải Bích Hải cảnh có thể so sánh. Hứa Viêm nhẹ gật đầu, đưa tay một chiêu, Thương Hải Châu rơi vào trong tay, tất nhiên cùng Hải Linh tộc cổ hoàng có quan hệ, vậy liền thu lại, đưa cho sư phụ tốt. Thu hồi Thương Hải Châu, Hứa Viêm tiếp tục xem xét còn lại cổ vật. Còn lại cổ vật đều tương đối bình thường, mặc dù có chút chỗ kỳ diệu, Hứa Viêm nhưng là không hề làm sao động tâm. Từ khi được đến Nguyên Quy Giáp món bảo vật này về sau, tầm mắt lập tức liền nâng cao, bảo vật tầm thường đều không vào hắn mắt. Huống chi, thực lực tăng lên tới cấp độ này, bảo vật tầm thường đối với hắn cũng không có hiệu quả gì. A, à, đây là... Đột nhiên, Hứa Viêm phát hiện trong cổ vật những này, trong đó một vật là một cái thẻ tre. Nhưng cái này cái thẻ tre sử dụng cây trúc, không hề tầm thường, mà còn tựa hồ cùng trong tay hắn ngọc trúc có chút tương tự. Tựa hồ là cùng một chủng loại, khác biệt duy nhất chính là mai ngọc giản này sử dụng ngọc trúc, so trong tay hắn ngọc trúc phẩm giai cao hơn nhiều. Hải Linh tộc đại trưởng lão nhớ lại một cái, nói ra, cái này cái thẻ tre, căn cứ đã từng trong tộc cường giả còn sót lại đôi câu vài lời. Bên trong ghi lại chính là một chút kỳ văn chật sự tình, hoặc là một số bí ẩn, nhưng là chưa từng nói đến ghi lại chính là bất kỳ cái gì công pháp cùng bí thuật. Hứa Viêm cầm lấy thẻ tre, tiểu thiên đạo chi nhãn bên dưới, hắn nhìn thấy một tầng ánh sáng mông lung, che đậy thẻ tre nội dung, bất quá mơ hồ ở giữa, y nguyên có khả năng nhìn thấy một ít chữ viết. Viết cái này cái thẻ tre người, thực lực cực mạnh a, lấy ta thực lực hôm nay, lấy tiểu thiên đạo chi nhãn, đều không thể thấm nhuần thẻ tre nội dung. Hứa Viêm không nhịn được kinh ngạc không thôi, cái này cái thẻ tre, tựa hồ có một cỗ ngăn trở lực lượng, tộc ta chí cường giả vẫn lạc về sau, rốt cuộc không người nào có thể nhìn thấy bên trong được đến nội dung. Mà còn, cái này cái thẻ tre, bản thân cũng là một kiện chí bảo, nghe đồn dùng chính là nào đó gốc không được ngọc trúc mảnh chế tạo mà thành. Nghe đồn cái này ngọc trúc, trông rỗng chỗ, giống như thiên địa đồng dạng. Hải Linh tộc đại trưởng lão tiếp tục giảng giải, Hứa Viêm nhẹ gật đầu, gần như có thể xác định, ngọc giản sử dụng trúc mảnh, cùng trong tay hắn ngọc trúc, chính là cùng một loại, vừa vặn có thể đưa cho sư phụ. Bên trong kỳ văn chật sự tình, có thể để sư phụ nhìn qua giết thời gian. Hứa Viêm trong lòng nghĩ như vậy, liền đem ngọc giản thu vào. Được rồi, ta liền nhận lấy cái này ba kiện đi, nhận lấy thẻ tre về sau. Hứa Viêm vừa cười vừa nói, tiểu hữu, lại không nhìn qua. Hải Linh tộc đại trưởng lão khẽ giật mình, hắn đã làm tốt. Hứa Viêm đem tất cả cổ vật, càn quét mà trống không tính toán. Không cần, Hứa Viêm quay người đi ra ngoài. Hôm nay thu ngươi Hải Linh tộc ba kiện cổ vật, về sau tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, có thể vì ngươi Hải Linh tộc xuất thủ ba lần. Hứa Viêm trầm giọng nói, đa tạ Hứa công tử. Hải Linh tộc đại trưởng lão mừng rỡ không thôi hành lễ nói, được rồi, ngươi Hải Linh tộc vẫn là có chỗ dựa. Hứa Viêm cười nhẹ một tiếng, Thải Linh Nhi xuất từ Hải Linh tộc, mà còn có Hải Linh hoàng giả huyết mạch, hiện nay đi theo tại sư phụ bên cạnh, nếu là Hải Linh tộc gặp nạn, nàng sao lại không quản. Thân là chính mình sư phụ thị nữ, bất luận người nào muốn nhằm vào đều muốn ước lượng một cái, có thể hay không chịu được chính mình sư phụ một bàn tay. Là, Hải Linh tộc đại trưởng lão mừng rỡ không thôi, hắn cho rằng Hứa Viêm nói tới chỗ dựa, chính là Hứa Viêm chính mình. Từ Hải Linh cung đi ra, Hải Linh tộc đại trưởng lão đích thân đưa Hứa Viêm về Vân Thiên Đảo. Mà giờ khắc này, Vân Thiên Đảo đã chấn động, chân long họa thông tin đã truyền đến Vân Thiên Đảo đi lên. Tạ Lăng Phong một mặt vẻ khiếp sợ, nhìn hướng phụ thân của mình, cha, chân long a, lại có chân long a. Trong truyền thuyết chân long, vậy mà xuất hiện tại thần vực, đối với Bích Hải cảnh mà nói, không phải chuyện tốt à. Tạ Thiên Hoành cảm thán một tiếng nói, thần vực biển cả, chỉ có Bích Hải cảnh, chân long cuối cùng có một ngày, sẽ giáng lâm Bích Hải cảnh, thống ngự biển xanh. Mà nghe đồn, chế tạo làm loạn chân long, tựa hồ mất đi lý trí, thay đổi đến cực kỳ nóng nảy, khắp nơi giết chóc bất hủ thiên tôn trở lên võ giả. Mà chịu cái này liên lụy luyện chân cảnh phía dưới võ giả, cũng là tử thương không ít, chân long mạnh. Chắc chắn quét ngang thần vực, Hứa huynh liền muốn rời khỏi Bích Hải cảnh. Tạ Lăng Phong cảm thán một tiếng nói, vì sao? Tạ Thiên Hoành sững sờ, chợt giật mình nói, cũng đúng, lấy Hứa Viêm yêu nghiệt, làm sao có thể không đi vây xem chân long đâu, dù sao đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Tiếp lấy một mặt vẻ tiếc nuối, nói, nếu không phải vi phụ thực lực quá kém, cũng sẽ nhịn không được đi vây xem, dù sao đây chính là chân long à. Tạ Lăng Phong nhưng là cười khổ nói, Hứa huynh cũng không phải đi vây xem, hắn nhưng là biết Hứa Viêm có một môn Hàng Long Trưởng, đã tên Hàng Long, cái kia tất nhiên là vì Hàng Long mà thành. Bây giờ xuất hiện chân long, cái này chân long lại tại làm loạn các phương, Hứa Viêm có thể nhịn được không xuất thủ.
Tạ Thiên Hoành nghe vậy, gật đầu nói, cũng đúng, lấy Hứa Viêm thực lực, khẳng định là sẽ nghĩ cùng Chân Long luận bàn một cái. Hắn liền tính không địch lại Chân Long, có tiền bối Ngọc Phù, cũng không đến mức sẽ có nguy hiểm. Tạ Lăng Phong vui vẻ cười một tiếng, Hứa Viêm cũng không phải đi luận bàn, mà là đi Hàng Long. Chân Long sự tình truyền đến, Vân Thiên Đảo oanh động, không ít người đều lộ ra vẻ lo lắng. Chân Long tất nhiên sẽ có một ngày, giáng lâm Bích Hải cảnh, Hải Linh tộc cường giả, giờ phút này trên mặt cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Đã từng, bọn họ là Chân Long nhất hệ chân linh, tuần sát biển cả trách nhiệm, nhưng mà vật đổi sao rời, bây giờ Hải Linh tộc suy yếu không thôi, sớm đã không còn lúc trước vinh quang, mà còn, bọn họ hiện tại là biển xanh bá chủ, cũng không muốn đột nhiên nhiều ra một cái chủ nhân, chính mình biến thành tùy tùng. Huống chi, đầu này Chân Long, mất đi lý trí, thay đổi đến nóng nảy à. Việc này, cũng không phải là chúng ta có khả năng giải quyết, chỉ hy vọng Thái Hợp cảnh có khả năng có cách đối phó. Vân Thiên Đảo chủ trầm giọng nói, duy nhất cách đối phó, chỉ sợ là mở ra thang trời đi. Hải Linh tộc nhị trưởng lão lo lắng, một khi thang trời mở ra, đã từng nhớ thương Hải Linh tộc bảo vật ra hỏa, sẽ hay không nhân cơ hội này giáng lâm thần vực. Vân Thiên Đảo chủ trầm mặc, đạo vực thang trời mở ra, đối với có bối cảnh đại cảnh thế lực mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt, mà đối với không có cái gì bối cảnh người mà nói, nhưng là chưa hẳn, thậm chí đều chưa hẳn có cơ hội leo lên thang trời, đột phá tự thân tu vi ràng buộc. Ở trong đó, tồn tại rất nhiều hạn chế cùng bí ẩn. Hứa Viêm cùng Hải Linh tộc đại trưởng lão trở lại Vân Thiên Đảo, mà nghe xong nghe Chân Long sự tình, Hải Linh tộc đại trưởng lão liền sắc mặt nghiêm túc vô cùng, vội vàng chạy tới Vân Thiên Đảo đại điện. Tạ huynh, ta là đến tạm biệt. Hứa Viêm trở lại chỗ ở Tạ Lăng Phong vị trí, vừa cười vừa nói, sớm có đoán. Tạ Lăng Phong cười nhẹ một tiếng, gặp lại ngày, ta tất nhiên đã là phá hư cảnh. Đón lấy, Tạ Lăng Phong tràn đầy tự tin nói, lấy Tạ huynh thiên phú, phá hư sẽ không quá lâu dài. Hứa Viêm nhẹ gật đầu, Tạ Lăng Phong thiên phú không kém, mà còn tại hắn chỉ điểm phía dưới, làm sao đột phá phá hư cảnh, đã hiểu rõ mấu chốt trong đó. Lại có hắn lưu lại một chút đan dược, Tạ Lăng Phong tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ không chậm. Huống hồ bởi vì hắn cái tầng quan hệ này tại Vân Thiên Đảo cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hứa huynh có chắc chắn hay không? Tạ Lăng Phong thần sắc trang nghiêm mà hỏi thăm. Hàng Long a, từ xưa đến nay chưa từng nghe, Hứa Viêm chỉ sợ là cái thứ nhất đi. Đương nhiên, còn xa xưa hơn Tuế Nguyệt phía trước, dù sao không thể khảo cứu, ít nhất hiện nay từ trước tới nay chưa từng có Hàng Long chi văn. Từ đã có tin tức đến xem, đây là một đầu ấu long, thực lực không tính quá mạnh, mặc dù nghiền ép Bất Hủ Thiên Tôn dễ dàng, nhưng ta Hàng Long trưởng, dù sao cũng là Hàng Long, có lẽ còn là có chút nắm chắc. Hứa Viêm trầm ngâm một chút nói, một bên Tạ Thiên Hoành cùng Phó Vân đã ngốc trệ. Hứa Viêm muốn đi Hàng Long, vậy ta tại Vân Thiên Đảo lặng chờ Hứa huynh Hàng Long tin tức. Tạ Lăng Phong trang nghiêm nói, tốt. Hứa Viêm cười gật đầu, đón lấy Hứa Viêm đi cùng Hải Linh tộc đại trưởng lão cùng Vân Thiên Đảo chủ cáo từ. Hứa tiểu hữu, ngươi liền muốn rời đi Bích Hải cảnh? Vân Thiên Đảo chủ đám người một mặt không muốn, có Hứa Viêm tại, toàn bộ Bích Hải cảnh phảng phất có chủ tâm cốt đồng dạng. Hiện tại Hứa Viêm muốn rời đi, trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy trong lòng không nỡ. Hứa mỗ có chuyện quan trọng, tạm thời cáo từ. Hứa Viêm gật đầu nói, Hứa tiểu hữu có chuyện gì quan trọng, ta Vân Thiên Đảo nguyện tận sức mọn lấy báo tiểu hữu giải ta Vân Thiên Đảo tri ân. Vân Thiên Đảo chủ thành khẩn nói, Hứa mỗ việc này các ngươi giúp không được gì. Chúng ta tuy biết thực lực bản thân yếu ớt, nhưng tại thần vực cũng thuộc về cường giả liệt kê, cuối cùng cũng là có thể vì tiểu hữu làm một chút đủ khả năng sự tình. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại, chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng việc này chư vị xác thực giúp không được gì. Bất Hủ Thiên Tôn tại tiểu hữu trong mắt, mặc dù thực lực thấp, mà ở thần vực cũng là không thể khinh thường. Chúng ta nhiều như vậy Bất Hủ Thiên Tôn, dù cho là đại cảnh cũng không dám khinh thị. Toàn bộ thần vực giống tiểu hữu mạnh như vậy người, cuối cùng bất quá 2-3 người mà thôi, chúng ta sao lại giúp không được gì? Tiểu hữu không cần phải khách khí, chúng ta dù sao đem hết toàn lực giúp tiểu hữu, dù cho là chỉ có thể phất cờ hò reo cũng có thể giải tiểu hữu khí thế. Vân Thiên Đảo chủ trang nghiêm nói. Còn lại Bích Hải cảnh cường giả nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ cho dù chỉ có thể phất cờ hò reo, bọn họ nhiều như thế Bất Hủ Thiên Tôn cũng có thể cho Hứa Viêm thở dài thế. Hứa Viêm chắp tay nói, chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng Hứa mỗ lần này đi chính là Hàng Long. Yên tĩnh la hét cho dù không thể vì Hứa Viêm trợ lực, cũng có thể phất cờ hò reo vì Hứa Viêm thở dài thế. Một đám cường giả nháy mắt liền ngốc trệ. Vừa vặn Hứa Viêm nói cái gì lần này đi Hàng Long? Ừng ực. Vân Thiên Đảo chủ nuốt nước miếng một cái, chê cười nói, lấy Hứa tiểu hữu cái thế chi uy, tự nhiên không cần chúng ta kẻ yếu phất cờ hò reo. Chúng ta liền không đi quấy rầy Hứa tiểu hữu, cho tiểu hữu thêm phiền phức.
Chân Long Họa, Thần Vực Đại Kiếp, Vẫn Lạc Bất Hủ Thiên Tôn, cũng không biết bao nhiêu, phàm là gặp phải chân long, không một có thể trốn chạy. Chân long tốc độ cũng hoàn toàn không phải những này bất hủ thiên tôn có thể đụng. Bây giờ, thái hợp cảnh triệu tập cường giả tập hợp, còn chưa truyền đến cách đối phó, Hứa Viêm đã chuẩn bị đi hàng long. Đây chính là trong truyền thuyết chân long à, đều nói, các ngươi giúp không được gì. Hứa Viêm cười gật đầu nói, đúng, đúng, là chúng ta quá tự cho là đúng. Vân Thiên đảo chủ đám người, liên tục không ngừng gật đầu. Hứa Viêm đi hàng long, bọn họ đi phất cờ hò reo. Quả thực là chán sống à. Hứa Viêm có thể nháy mắt đem chân long trấn áp thì cũng thôi đi, nếu không chân long giận dữ, bọn họ hẳn phải cộng hòa, ít không nghi ngờ. Như vậy, Hứa Mỗ liền cáo tử. Hứa Viêm chắp tay nói, cung tiễn Hứa tiểu hữu. Vân Thiên đảo chủ đám người cuống quýt đáp lễ nói. Hứa Viêm bước ra một bước, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thần vực gió nổi mây phun, đồ đệ uy trấn thần vực, những này đối với Lý Huyền mà nói đều chẳng qua là bình thường sự tình, thậm chí hắn đều không thế nào quan tâm. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào chính mình võ đạo đại nghiệp bên trong. Đối với đến tiếp sau võ đạo biên sáng tạo, đối võ đạo trải vuốt, đều có thu hoạch không nhỏ. Bên trên lập đạo cảnh, nên là cái gì cảnh giới, phương hướng tu luyện làm sao, đều đã xác định. Mạnh Sung cùng Hứa Viêm, thỉnh thoảng sẽ mang đến phản hồi, nhưng đại bộ phận đều là kinh nghiệm võ đạo. Thanh Hoa Tông cũng tại bồng bột phát triển, Phương Hạo cùng Tố Linh Tú thực lực, đều tại nhanh chóng tăng lên bên trong. Thậm chí, Đại Nhạc Hoàng ba người đã bắt đầu chuẩn bị đột phá bất hủ cảnh ràng buộc. Xích Miêu thực lực cũng tại tăng lên trên diện rộng, mà còn chuẩn bị tại thần vực sáng lập yêu tộc, kết thúc Cửu Sơn cảnh loạn, đem Cửu Sơn cảnh định là thần vực yêu tộc cảnh giới. Thạch Nhị cùng Mạnh Thư Thư, Chu Anh thực lực đều có tăng lên không nhỏ. Tại đan dược phụ trợ tu luyện bên dưới, bọn họ khoảng cách thần thông cảnh tiến hơn một bước. Khoảng cách thần thông cũng sẽ không quá xa. Nguyệt Trường Minh cùng Nguyệt Nhi ông cháu, thực lực tự nhiên cũng tăng lên trên diện rộng. Mặc dù khoảng cách bất hủ cảnh còn có một chút chênh lệch, nhưng không tính quá xa. Đây chính là tại Thanh Hoa cảnh, có đầy đủ đan dược phụ trợ tu luyện, thậm chí sẽ chuyên môn luyện chế, đặc cung đan dược chỗ tốt. Vũ Thiên Nam người này, khí vận là thật không tầm thường. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ, không nhịn được thở dài một hơi. Vũ Thiên Nam đều đột phá bất hủ cảnh. Nhìn thoáng qua, ngay tại cho hắn pha trà, bưng lên linh bánh ngọt Thải Linh Nhi, từ khi huyết mạch kích hoạt về sau, thu được Hải Linh tộc truyền thừa, Thải Linh Nhi thực lực một ngày ngàn dặm. Bây giờ, khoảng cách bất hủ cảnh cũng đã không xa. Thần thông tu luyện ra sao rồi, có gì không hiểu? Lý Huyền thưởng thức linh trà, cười hỏi. Thải Linh Nhi mừng rỡ không thôi, đem chính mình tu luyện bên trên nghi vấn từng cái nói ra. Lý Huyền chỉ điểm nàng một phen, Thải Linh Nhi có chỗ minh ngộ, liền đi bế quan lĩnh hội đi. Thời gian vội vàng, một ngày này, đại đạo kim thư kim quang hiện lên. Đồ đệ ngươi Hứa Viêm, tự sáng tạo thập phương tịch diệt kiếm, diệt sát vây công bất hủ thiên tôn, ngươi thu hoạch được Vô Tức Yên Lặng đạo kiếm. Lý Huyền khẽ giật mình, cuối cùng phản hồi tới một thanh kiếm. Nhìn qua nguyên thần trên tay kiếm, Lý Huyền trong lòng kích động không thôi. Vô Tức Yên Lặng đạo kiếm, vô tức vô hình, có tịch diệt đạo chi uy, có thể chảm võ giả chi đạo. Đây là có thể chảm nói kiếm, chảm đạo a. Lý Huyền cảm thán một tiếng, rõ ràng kiếm này giết cộng hòa, ết người đều là tồn tại cực kỳ cường đại, xa không phải bất hủ cảnh có thể so. Thiên địa chi chủ nha. Lý Huyền cười nhẹ một tiếng, kiếm này chảm thiên địa chi chủ, chém nó nói, tịch diệt nói, bất quá là bình thường a. Đương nhiên, cái này cũng cần đủ cường đại thực lực lại mạnh lên. Có kiếm này, Lý Huyền tự tin, nếu là Mị Vu hiện tại đến tìm hắn báo thù, một kiếm phía dưới, liền có thể chém nàng. Chính là bá đạo như vậy mà cường đại, không tệ, không tệ, không hổ là ta võ đạo kẻ khai thác. Lý Huyền phi thường hài lòng, đại đồ đệ từ trước đến nay không cho người ta thất vọng. Lý Huyền tiếp tục đem đại bộ phận tâm tư ném vào đến võ đạo đại nghiệp bên trong, đối với chuyện ngoại giới đã không thế nào quan tâm, không quản thần vực làm sao dung chuyển đều không ảnh hưởng được hắn. Nếu có cần phải uốn nắn một cái mất tự thiên địa, đối hắn mà nói cũng không phải lớn bao nhiêu khó khăn. Thấm nhuần thái thương thiên địa bản nguyên, thấm nhuần thái thương thiên địa đạo tắc, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã là thái thương thiên địa chi chủ. Khác biệt duy nhất, hắn tu luyện cũng không phải là thái thương võ đạo mà thôi. Thời gian vội vàng, đối với đắm chìm tại võ đạo đại nghiệp bên trong Lý Huyền mà nói, điểm này thời gian trôi qua đã không có bao nhiêu cảm thụ, phảng phất chỉ là chợp mắt mà thôi. Một ngày này, đại đạo kim thư lật ra, kim quang hiện lên mà ra. Ngươi đồ đệ Hứa Viêm minh ngộ lập đạo cảnh võ đạo chi pháp, ngươi đột phá lập đạo cảnh. Lý Huyền lập tức kích động không thôi, lập đạo cảnh rốt cuộc đã đến. Ầm ầm, vừa vào lập đạo chính là to lớn bay vọt, đến phía sau mỗi một cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là càng lúc càng lớn. Thiên địa cảnh xa xa mạnh hơn phá hư cảnh,
thậm chí thiên địa cảnh bên trong một lần nhỏ đột phá, thực lực đều là một lần to lớn tăng lên. Từ thiên địa cảnh đột phá lập đạo cảnh, thực lực tăng lên, giống như vượt qua lạch trời đồng dạng, cả hai ở giữa thực lực sai biệt lớn vượt quá tưởng tượng. Lý Huyền giờ phút này đã từng tại lập đạo cảnh đột phá cùng huyền diệu bên trong, thiên địa hiện lên đạo tắc, thiên địa tự có quy luật vận chuyển, lập xuống thiên địa chi đạo, cũng lập xuống tự thân chi đạo. Đây chính là lập đạo cảnh a. Lý Huyền cảm thán không thôi, chính mình biên cái này võ đạo, mơ hồ mà cường đại, vượt xa Thái Thương võ đạo, cảnh giới càng đi về phía sau, càng không phải Thái Thương võ đạo có thể so. Đây là đạo tắc lực lượng, cũng là quy tắc chi lực, càng là gần như đại đạo lực lượng. Tối tăm mịt mờ, đại đạo giống như không xa, mà đại đạo lại là cái gì? Những này đều cần chậm rãi đi cảm ngộ, từng bước một tu luyện, đăng lâm đại đạo, đi không có tận cùng. Lý Huyền giờ phút này, sức mạnh chân chính tăng nhiều, siêu thoát thiên địa người, bây giờ ta đã là siêu thoát thiên địa, lập đạo cảnh, lập mình chi đạo, lập thiên địa chi đạo, bây giờ Lý Huyền đã là chân chính siêu thoát thiên địa người, lập đạo người, siêu thoát thiên địa, Thái Thương thiên địa đã vô pháp gò bó hắn, Mị Vu dạng này cường giả, phất tay có thể diệt. Lý Huyền nụ cười sán lạn, từ giờ khắc này, hắn chân chính đã có được đạo tổ ban đầu chi uy, mà không phải chỉ có đạo tổ chi danh. Linh đài bên trên, nguyên thần sớm đã phát sinh thuế biến, liền cực hồn chi thể, cũng bởi vì hắn lập đạo mà xuất hiện thuế biến. Thậm chí, đan y võ đạo cũng một cách tự nhiên tăng lên. Dù sao, đan y võ đạo cùng thuần khiết võ đạo tu luyện là xê xích không nhiều, đều là đồng dạng phương hướng tu luyện. Bây giờ đã lập đạo, một cách tự nhiên, đan y võ đạo cũng theo đó tăng lên. Lý Huyền nguyên thần, tay nâng đại đạo kim thư, giờ khắc này theo hắn lập đạo, đại đạo kim thư vận dụng cũng xuất hiện một chút biến hóa. Đã lập ta đạo, đều là ta chi đạo, vậy liền cùng một chỗ lập đạo đi. Lý Huyền nguyên thần sán lạn, trong tay đại đạo kim thư lật ra, kim quang hiện lên mà ra, ầm ầm, giờ khắc này, kỳ môn võ đạo tăng lên tới lập đạo cảnh, cực hồn võ đạo cũng tăng lên tới lập đạo cảnh, nhưng nhục thân võ đạo như là không có tăng thêm một bước, nhục thân võ đạo muốn tăng lên, vẫn là cần dựa vào mạnh xung lĩnh hội minh bạch hạo thiên vô cực thân thể mới được, cũng không tệ. Lý Huyền đối với cái này phi thường hài lòng, thực lực tăng lên chính là như vậy sảng khoái. Hiện tại chỉ còn lại mạnh xung hạo thiên vô cực bất diệt thể, bất quá nghĩ đến mạnh xung cũng nhanh có thể hiểu rõ a. Lý Huyền trong lòng suy nghĩ, năm cửa võ đạo đã có 4 môn tăng lên tới lập đạo cảnh, mà theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, yêu tổ chân thân cũng tại duy trì liên tục tăng lên bên trong, lúc nào lập xuống yêu tộc chi đạo, hắn yêu tổ chân thân cũng sẽ tăng lên tới lập đạo cảnh. Bất quá, cái này độ khó sẽ không quá lớn, chỉ cần lại chỉ điểm một phen xích miêu liền có thể. Thiên địa cũng có thể trong tay ta. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, tất cả đều không có chút nào che lấp. Hắn thấy rất rõ ràng, cũng nhìn thấy một chút tồn tại cường đại. Chỉ là, vào giờ phút này hắn đã không thèm để ý. Thái Thương thiên địa bên trong không có bất kỳ cái gì uy hiếp, lập đạo không phải phần cuối, chỉ là lập đạo mà thôi, lập mình thiên địa chi đạo, lập mình chi đạo, chỉ thế thôi, cái này mới bất quá là cường giả mở đầu giai đoạn. Tầm mắt muốn thả xa một chút, thiên địa bên trong vô địch, không đại biểu chân chính vô địch, thiên địa bên ngoài là tình huống như thế nào, hiện nay tôn sùng không thể biết. Huống chi, Thái Thương thiên địa đã từng xảy ra biến cố gì, thiên địa bí ẩn là cái gì, còn cần đi tìm hiểu. Lý Huyền kích động sau đó, lại khôi phục bình tĩnh, trong tay thưởng thức ngọc như ý, ngồi tại trên ghế, giống như thường ngày, tự nhiên tự tại. Chuôi này ngọc như ý, từ ta không vào võ giả thời điểm, một mực thưởng thức đến lập đạo cảnh, lây dính ta võ đạo vận, bây giờ đều trở thành chí bảo. Lý Huyền nhìn qua trong tay ngọc như ý, không nhịn được kinh ngạc. Đây là Hứa Viêm đưa cho hắn lễ bái sư, vốn là một đôi ngọc như ý, chỉ là hắn lâu dài thưởng thức, chỉ là kiện này mà thôi. Bây giờ đột phá lập đạo cảnh, tay này bên trong ngọc như ý, cũng bởi vì lâu dài thưởng thức, biến thành chí bảo. Chiếu cái này đi xuống, theo thực lực của ta không ngừng tăng lên, cái này ngọc như ý chắc chắn là thần diệu khó lường chí bảo, liền ta cái ghế này đều sẽ trở thành chí bảo. Lý Huyền không nhịn được cảm thán, cường giả vật tùy thân, cho dù đã từng lại bình thường cũng sẽ biến thành chí bảo. Chờ ta chân chính vô địch tịch mịch, gặp ngọc như ý như gặp ta, đây là bản đạo tổ như ý a. Lý Huyền giờ phút này tâm tình thật tốt, kết quả là vẫy tay một cái, thiên địa đạo vận mờ mịt trực tiếp bao phủ Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư cùng Chu Anh ba người, âm thanh giống như đại đạo thanh âm đồng dạng trực tiếp truyền vào ba người nguyên thần bên trong, chỉ điểm ba người tu luyện. Tại thiên địa đạo vận bao phủ xuống, Thạch Nhị ba người thực lực bắt đầu thần tốc tăng lên, một chút nguyên bản không hiểu võ đạo lý lẽ, giờ phút này đều nháy mắt hiểu rõ. Một chân đã bước vào thần thông cảnh giới, đột phá thần thông cảnh cũng liền nửa tháng này sự tình. Tâm tình thật tốt Lý Huyền
trong tay Ngọc Như Ý vung lên, bản đạo tổ liền nói tiếp một lần nói, để Thanh Hoa Tông võ giả lắng nghe đạo tổ thanh âm. Đạo tổ lão nhân ra ông ta phải nói đạo thông tin, nháy mắt tại Thanh Hoa Tông bên trong truyền ra, tại bên ngoài cường giả nhộn nhịp đuổi trở về, các nơi thiên kiêu cũng điên cuồng vọt tới. Sư phụ lại muốn giảng đạo, Phương Hạo cùng Tố Linh Tú đều kinh ngạc không thôi. Sư phụ khẳng định là có cái gì cao hứng sự tình. Tố Linh Tú vừa cười vừa nói, một ngày này đến giảng đạo thời gian, Thanh Hoa Tông chúng cường giả cùng một đám thiên kiêu cùng với Thanh Hoa Tông tổng bộ tất cả võ giả toàn bộ đều cung kính khoanh chân ngồi dưới đất chờ đợi đạo tổ lão nhân ra ông ta giảng đạo. Lý Huyền ngồi tại trên ghế, khí tức thần bí, đại hoang thần tướng, đạo tổ quang hoàn đều hiện lên mà ra, mơ hồ không thể khó lường, chân thân đã không thể nhận ra. Bái kiến đạo tổ, tất cả Thanh Hoa Tông võ giả tất cả đều bái phục hành lễ. Cái kia một thân ảnh mơ hồ không thể nhìn thẳng, liếc mắt một cái đều phảng phất nhìn thấy vô tận thiên địa diệu lý, phảng phất nhìn thấy vô tận không có rừng võ đạo. Phương Hạo cùng Tố Linh Tú cũng là cả người đều bị rung động. Đây mới là sư phụ bản tướng sao? Hoặc là cũng bất quá là hiển lộ không đủ ức ức vạn phần có một. Lần này giảng đạo cùng lần trước đã không thể so sánh nổi, lần này là chân chính giảng đạo, bởi vì Lý Huyền đã là lập đạo cảnh, nói chính là võ giả chi đạo, đã là con đường tu luyện, cũng là bản thân chi đạo, mỗi người nghe đều không hoàn toàn giống nhau, đều có thể xác minh tự thân tu luyện, có thể ngộ bao nhiêu, có thể từ trong thu hoạch bao nhiêu, toàn bằng riêng phần mình thiên phú cùng ngộ tính. Tu luyện kiếm đạo người, có thể từ trong thu hoạch được kiếm đạo cảm ngộ, phảng phất đẩy ra một cái kiếm đạo chi môn. Luyện đan người, đột nhiên hiểu rõ, trước đây một mực không cách nào lĩnh hội luyện đan chi pháp, luyện khí cùng trận pháp người, cũng là như thế. Mà tu luyện thái thương võ đạo võ giả, giờ khắc này đều phảng phất, hiểu rõ bình cảnh, lại tựa hồ phá vỡ cái gì ràng buộc. Tự thân tu luyện võ đạo, tựa hồ chỉ là tăng lên, không có gì thay đổi, nhưng lại phảng phất đã thay đổi đến có chút không giống. Theo Lý Huyền giảng đạo, Thanh Hoa Tông thực lực, tự nhiên sẽ vì vậy mà lại một lần tăng lên trên diện rộng. Phương Hạo cùng Tố Linh Tú cũng đắm chìm ở trong đó, phảng phất cũng hiểu rõ không ít tự thân võ đạo, phảng phất nhìn thấy lập đạo dựa vào, ầm ầm, một cỗ khí thế đột nhiên hiện lên, bất quá nhưng là không có ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào. Lý Huyền nhìn bên người Thải Linh Nhi một cái, nha đầu này đột phá bất hủ cảnh. Ngay sau đó, Thanh Hoa Tông bên trong, ba đạo khí tức cường đại lần lượt hiện lên mà ra, phá vỡ bất hủ cảnh ràng buộc, bước vào cảnh giới mới, phảng phất cùng thiên địa hợp lại làm một. Thiên hợp cảnh, Lý Huyền nở nụ cười, Đại Nhạc Hoàng ba người nhìn như đột phá thiên hợp cảnh, nhưng mà cái này thiên hợp cảnh cùng kia thiên hợp cảnh nhưng là có chút khác biệt. Tu luyện thần thông thiên hợp cảnh, thực lực càng mạnh một bậc. Thanh Hoa Tông bên trong, những cái kia thiên kiêu đều có thu hoạch, thậm chí không thiếu đột phá cảnh giới người. Bất Hủ Thiên Tôn bọn họ, tự nhiên cũng thu hoạch không nhỏ, chưa thể tu luyện ra thần thông giả, tại cái này một lần cuối cùng tu luyện ra thần thông. Thậm chí, còn có Chân Vương Thiên Tôn, cũng tại lần này, không có đan dược phụ trợ bên dưới, đột phá bất hủ cảnh. Đương nhiên, cũng có thiên tư không tốt người, nghe đến chóng mặt, không rõ ràng cho lắm, nhưng lại cảm thấy tốt mơ hồ, chỉ có thể hai mắt lộ ra mờ mịt, mà hơi có vẻ ánh mắt đờ đẫn. Thiên phú khác biệt, ngộ tính khác biệt, thu hoạch tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Có người bởi vậy đốn ngộ võ đạo đường, nhanh chân tiến lên, một đường quật khởi, trở thành chí cường giả. Tự nhiên cũng có người, chỉ là thu hoạch giải rác, vẫn như cũ khốn đốn không tiến, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng. Giảng đạo xong xuôi, mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong đó, chưa thể lấy lại tinh thần. Thần hồn bên trong, y nguyên có mơ hồ thanh âm đang vang vọng, mà Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đại hoang vị trí, nở nụ cười. Thiên tử, bản đạo tổ cái này liền đi tìm ngươi hàn huyên một chút, trò chuyện chút cái này thiên địa chi bí. Thân hình nháy mắt đã biến mất tại nguyên chỗ. Biên hoang, Ngô Quốc Hoàng Cung, nhà đá nhỏ bên trong. Thiên tử gãi gãi lộn xộn tóc, mong mỏi nhìn hướng nhà đá nhỏ bên ngoài, nhưng lại thất vọng ủ rũ. Sẽ không thật không tới a, hắn không đến, vậy ta cỡ nào nhàm chán a. Một cái người cô độc lâu dài, dần dần thành thói quen, đột nhiên có một ngày, bị người từ cô độc bên trong kéo ra ngoài, liền rốt cuộc khó mà chịu đựng cô độc. Thiên tử bản thân liền không phải là một cái tính tình trầm ổn, có thể chịu được tính tình người, chỉ là tình thế bức bách, không cách nào rời đi nơi này, dần dần thành thói quen. Mà Lý Huyền đến, phá vỡ thói quen của hắn, rốt cuộc khó mà nhịn lại tính tình. Sớm biết, ta liền nói một chút vật có giá trị. Thiên tử có chút hối hận, thật vất vả tới một cái, thực lực cường đại vô cùng, có thể trò chuyện đến, mà tựa hồ lại không có cái gì ý đồ xấu người. Kết quả bởi vì hắn cẩn thận, làm cho trò chuyện không nổi nữa, hiện tại người đều không tới. Ai? Thái Thương lừa gạt ta tới đây, đem ta nhốt tại nơi này, chính mình nhưng là Cộng Hòa, ết rồi, đây không phải là khổ ta sao? Thiên tử thở dài một tiếng,
Thái Thương Cộng Hòa, ết thì cũng đã Cộng Hòa, ết rồi, mà lại muốn bảo vệ cái này thiên địa, muốn che chở người, có thể hại khổ ta, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cái này thiên địa a, cũng bắt đầu xuất hiện một vài vấn đề, Thái Thương khổ tâm, cuối cùng không có người chân quý. Thiên tử nghĩ tới những thứ này, đã oán trách lên Thái Thương, lại buồn rầu không thôi. Tên kia có lẽ rất mạnh, so Thái Thương hiếu thắng, thậm chí, so cái kia kinh khủng gia hỏa hiếu thắng. Thiên tử nhíu mày trầm ngâm, hắn lần sau đến, ta liền nói một vài thứ, nhìn hắn có gì phản ứng, có biết hay không một vài thứ. Thiên tử nhớ lại cái gì, trừ Thái Thương, cùng cái kia kinh khủng gia hỏa, nơi nào còn có mạnh như thế người. Nếu là thật sự tồn tại, Thái Thương không có khả năng không biết, cái kia kinh khủng gia hỏa cũng không có khả năng không biết. Nhưng hắn cũng không phải là cái kia kinh khủng gia hỏa ngụy trang, cũng không phải mặt khác cái kia sáu cái gia hỏa. Chẳng lẽ hắn thực lực quả thật cường liền Thái Thương cùng cái kia kinh khủng gia hỏa cũng không biết. Càng nghĩ, thiên tử càng cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Cái kia kinh khủng gia hỏa, mặc dù rất mạnh, Thái Thương nhưng là cũng phát giác hắn. Không chỉ Thái Thương, còn có còn lại cái kia sáu cái, mà hắn nhưng là chưa hề bị nhắc qua. Thái Thương chưa từng nhắc lên, cái kia sáu cái cũng không nhắc lên, thật sự là kỳ quái. Nếu là hắn thực lực quả thật cường đại như thế, đã vô địch tịch mịch, có lẽ sẽ không để ý thiên địa, sẽ không giống cái kia kinh khủng gia hỏa như thế ngấp nghé thiên địa à. Thiên tử trầm tư, đang suy tư nếu là có thể gặp lại Lý Huyền lúc, những thứ đó nên nói, những thứ đó không nên nói, thậm chí phải làm thế nào tìm hiểu một cái đối phương là có hay không vô địch tịch mịch. Nếu là hắn quả thật cường đại như thế, hẳn phải biết Thái Thương cùng cái kia khủng bố gia hỏa chiến đấu à. Thiên tử đột nhiên trong lòng hơi động, có lẽ có thể thăm dò một cái. Đúng, nếu là hắn lại đến, liền thăm dò một cái, hắn có biết hay không Thái Thương cùng cái kia khủng bố gia hỏa chiến đấu. Cường đại như thế chiến đấu, nếu là hắn không biết, cái kia tất nhiên không phải cùng Thái Thương cùng thời đại, mà là kẻ đến sau. Tất nhiên là kẻ đến sau, thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể vượt qua Thái Thương. Nếu như coi là thật vượt qua Thái Thương, chuyện này chỉ có thể nói rõ, hắn cái này kẻ đến sau, quá yêu nghiệt một chút, nhưng hiển nhiên tựa hồ không có khả năng. Thiên tử càng nghĩ càng cảm thấy, chính mình thật là cơ linh, nhanh như vậy liền nghĩ minh bạch ở trong đó mấu chốt. Đợi trái đợi phải, kết quả chính là không đợi đến Lý Huyền, thiên tử tóc đều bắt càng ngày càng loạn, cả người đều thay đổi đến nóng nảy. Hắn cái kia không gian bên trong, chỉ còn lại giường, đều bị hắn đập phát tiết, nện xong liền hối hận, xong, về sau muốn dễ chịu nằm một cái cũng không được. Đây chính là Thái Thương làm cho ta giường a. Thiên tử khóc không ra nước mắt, hắn sẽ không thật không tại tới a. Thiên tử nhụt chí, ngồi liệt tại nhà đá nhỏ bên trong, cả người đều lộ ra sa sút tinh thần vô cùng. Hắn cũng không biết tại nhà đá nhỏ bên trong ngồi bao lâu. Ngay tại lúc này, thiên tử tiểu bằng hữu, ngươi đây là làm sao vậy? Thiên tử vừa nghe đến thanh âm này, lập tức kích động không thôi, lệ nóng doanh tròng, rốt cục là tới a, ngươi làm sao? Thiên tử vừa ngẩng đầu, lập tức thân thể run lên, trong lòng đại chấn, hai mắt trừng lớn, bỗng nhiên đứng lên, theo bản năng liền thay đổi đến câu nệ. Ngươi, ngươi! Lý Huyền bao quanh đạo tổ quang hoàn, bước vào nhà đá nhỏ, đối thiên tử phản ứng có chút hài lòng. Thiên tử tiểu bằng hữu, không muốn ngạc nhiên. Lý Huyền nói xong, cái bàn trưng bày đi ra, pha một bình trà, đến, uống trà. Đạo tổ quang hoàn dần dần biến mất, lại khôi phục phổ thông thông bộ dáng. Càng là như vậy, thiên tử càng là không bình tĩnh, cũng lộ ra càng câu nệ. Vốn là muốn tốt, làm sao thăm dò lời nói, lúc này đều quên hết. Bưng lên một ly trà, một cái liền khó chịu, an ủi một chút. Nếu là ngày trước, cái này trà hắn là uống không dưới, liền tính uống cũng sẽ nhổ nước bọt là rác rưởi. Lúc này một ly trà vào trong bụng, thiên tử nhưng là phảng phất không có phát giác khó uống, ngược lại lại rót cho mình hai ly, một cái tiếp lấy uống một hớp đi xuống. Vì an ủi một chút, trà, không phải như thế uống, tính toán, ngươi cái tiểu bằng hữu, không hiểu trong đó chi đạo. Lý Huyền lắc đầu nói, thiên tử lúc này dần dần bình phục lại khiếp sợ trong lòng, nắm tóc, tò mò hỏi, tiền bối, ngươi vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi một màn kia, quá rung động, là hắn cả đời thấy. A, một tia ta bản tướng lực lượng mà thôi. Lý Huyền phong khinh vân đạm cười nói, trong lòng nhưng là cực kỳ vui vẻ. Thiên tử người này, bị hù dọa đi. Đương nhiên, bây giờ hắn trừ nhục thân võ đạo bên ngoài, còn lại bốn môn võ đạo đều đã là lập đạo cảnh. Lấy thực lực mà nói, căn bản không cần lo lắng thiên tử. Thiên tử trong lòng lại lần nữa rung động không thôi, vẻn vẹn một tia bản tướng lực lượng liền đã thâm bất khả trắc như vậy, thực lực chân thật đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào a? Tiền bối, thực lực của ngươi thật rất mạnh sao? Thiên tử nhịn không được lại hỏi. Trong mắt ngươi, cường là một cái trạng thái gì? Ở trong lòng ta, không có cường khái niệm, bởi vì ta chỗ thấy,
tất cả đều suy nhược không chịu nổi, bao gồm cái này thiên địa. Lý Huyền lắc đầu nói, thiên tử người đều mộng một cái, liền thái thương thiên địa, trong mắt hắn, đều như vậy suy nhược không chịu nổi, cái này còn không cường. Dù cho là cái kia kinh khủng ra hỏa, cũng là không dám khinh thị thái thương thiên địa. Nếu là thái thương thiên địa không mạnh, cũng sẽ không đến nay vẫn tồn tại như cũ. Mà trong mắt hắn, thiên địa cường đại như thế, tại trong mắt đối phương, vậy mà như thế không chịu nổi. Hít sâu một hơi, thiên tử quyết định thăm dò một cái đối phương. Thái thương cùng cái kia khủng bố ra hỏa chiến đấu, kinh thiên động địa, chấn động dài dằng dặc thời gian. Nếu là biết trận chiến đấu này, nói rõ hắn là cùng thái thương đám người cùng một thời đại. Nếu không phải không biết, chính là kẻ đến sau. Thực lực này quả thật có khả năng mạnh đến như vậy bất khả tư nghị tình trạng. Tại ta bị vây ở chỗ này thời điểm, từng bạo phát một trận chiến đấu. Ta không nhớ rõ đó là bao lâu trước đây chiến đấu, chỉ biết là thiên địa dung chuyển vạn năm, thiên ngoại dung chuyển cũng không ngắn. Tiền bối, ngươi biết trận chiến đấu này sao? Kết quả của cuộc chiến đấu này là cái gì? Thiên tử trừng lớn một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Huyền. Vậy mà hiểu được thăm dò, thiên tử người này là chuẩn bị nói một chút thứ gì? Cuộc chiến đấu kia hẳn là lúc trước thiên địa biến cố đầu nguồn đi. Lý Huyền trong lòng hơi kinh ngạc một cái, bất quá trên mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Cuộc chiến đấu kia, hắn tự nhiên là không biết, cũng chưa từng gặp qua, kết quả làm sao, tự nhiên cũng không biết. Bất quá, thân là tuyệt thế cao nhân, thâm bất khả trắc tồn tại. Lý Huyền sớm đã vì chính mình nghĩ kỹ, thâm bất khả trắc, bức cách cực cao thân phận, nhất là lập đạo cảnh về sau, hắn liếc nhìn thiên địa bên ngoài tình hình, đã có một chút chuẩn bị, mà còn tất nhiên muốn theo thiên tử trong miệng hiểu rõ thiên địa chi bí, tự nhiên phải có lý do hợp lý, mà lại không thể giảm xuống chính mình thâm bất khả trắc cao nhân hình tượng. Cho nên thiên tử vấn đề, căn bản khó không được Lý Huyền. Ngươi nói chiến đấu a, cái kia quả thật có chút lâu dài, một đám tiểu gia hỏa cãi nhau ầm ĩ, xác thực làm ra một chút động tĩnh, đều đem ta đánh thức. Tiểu bằng hữu đánh nhau nha, chuyện rất bình thường, bản đạo tổ gặp quá nhiều, so như lời ngươi nói một lần kia, đánh đến càng kịch liệt đều có. Cho nên bản đạo tổ trực tiếp đổi cái địa phương, tiếp tục ngủ đi. Đến mức kết quả nha, bản đạo tổ liền lười hiểu rõ. Tại bản đạo tổ đã thấy đánh nhau bên trong, đây đều là tiểu tràng diện, không đáng giá nhắc tới. Lý Huyền nhẹ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tại nói lên từng gặp, một đám tiểu bằng hữu tại kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thiên tử người đều mộng, chiến đấu kịch liệt như thế, tại trong miệng hắn, vậy mà là tiểu bằng hữu đánh nhau. Vì sao luôn có một loại, đối phương là đang khoác lác cảm giác? Thiên tử trong lòng rung động đồng thời, cũng không nhịn được hỏi, ngươi nói, gặp qua không chỉ một lần loại này chiến đấu. Lý Huyền gật đầu nói, tự nhiên, như lời ngươi nói lần kia chiến đấu, đều là tiểu tràng diện mà thôi. Ngươi đến tột cùng là ai? Vậy ngươi biết Thái Thương sao? Thiên tử nhịn không được mở miệng nói. Lý Huyền giật mình, Thái Thương, Thái Thương thư chủ nhân, phương này thiên địa chi chủ. Thái Thương sao? Lý Huyền hơi chút hồi ức bộ dạng, gật đầu nói, nghe qua một cái gọi Thái Thương tiểu bằng hữu, thiên phú không tồi. Liền cái này, thiên tử càng thêm trợn tròn mắt, đối phương nghe qua Thái Thương, mà còn đối Thái Thương ấn tượng là thiên phú không tồi. Thái Thương sống rất lâu, hắn tại thiên địa phía trước, ngươi kêu Thái Thương tiểu bằng hữu, vậy ngươi sống bao lâu? Thiên tử có chút không bình tĩnh, vốn không nên nói một chút bí ẩn, đều bị hắn ném ra sau đầu. Lý Huyền nghe đến chấn động trong lòng, Thái Thương ngưu bức như vậy nha, vậy mà là tại thiên địa phía trước, không đúng, Thái Thương thiên địa, sẽ không phải là hắn mở a. Lý Huyền kinh dị không thôi, như thật là như vậy, Thái Thương thực lực mạnh, tự nhiên là vượt qua hắn bây giờ lập đạo cảnh. Thiên tử đã nhả ra, chính là lắc lư hắn, tìm kiếm bí ẩn thời cơ. Lý Huyền thưởng thức trà, ánh mắt thâm thúy, đạo tổ quang hoàn cùng khí tức thần bí, bao gồm đại hoang thần tướng, đều mơ hồ nổi lên, phảng phất tại nhớ lại quá khứ, bản tướng không tự chủ được hiện lên như vậy một tia. Thiên tử trong lòng ít nhiều có chút hoài nghi, Lý Huyền có phải hay không đang khoác lác, nhưng giờ phút này, gặp lại đạo này tổ quang hoàn, khí tức thần bí, đại hoang thần tướng, hoài nghi trong lòng lập tức tan thành mây khói. Vị này, tất nhiên là vô cùng kinh khủng tồn tại. Cái này một tia như ẩn như hiện bản tướng lực lượng, đều xa không phải Thái Thương có thể so sánh. Dù cho là Thái Thương cùng cái kia khủng bố ra hỏa, đều không có như vậy cao thâm khó dò. Bản đạo tổ sống bao lâu à? Lý Huyền thổn thức mà cảm thán, nói, không biết bao lâu, ta thành đạo thời điểm, đại đạo chưa sinh, tuế nguyệt không còn, hư bạch vô vật, liền cái này hỗn độn, đều chưa từng tồn tại. Khoác lác mà thôi, tự nhiên là hướng lớn thổi. Lý Huyền tự tin chính mình có phần am hiểu khoác lác chi đạo. Thiên tử nghe đến sửng sốt một chút, một tay nắm lấy tóc, cả người đều ngốc trệ. Ta gặp quá nhiều sinh linh mạnh mẽ, đã từng chỉ điểm qua rất nhiều sinh linh, ta cũng khai sáng rất nhiều con đường tu luyện. Ta đều trên đại đạo, không biết đi bao xa.
có xưng ta võ đạo thủy tổ người, cũng có xưng ta hỗn độn đệ nhất thần ma người, còn có xưng ta đại đạo tổ người. Đương nhiên, hiện nay cũng có xưng ta đại hoang võ tổ. Đương nhiên, ta thích nhất vẫn là đạo tổ chi danh. Một phen thổi phồng xuống, Lý Huyền trong lòng đều sảng khoái. Thiên tử đã hoàn toàn ngốc trệ, vị này cường đại như thế mà bất khả tư nghị nha. Thành đạo thời điểm, đại đạo chưa sinh, tuế nguyệt không còn. Lại là hỗn độn thần ma, lại là đại đạo tổ, nghe lấy liền dọa người a. Ta nhìn qua rất nhiều sinh linh tiêu vong, nhìn qua rất nhiều, cho nên đến phía sau, ta dứt khoát tìm một chỗ đi ngủ, không nhìn, không quản, không hỏi. Những cái kia tiểu bằng hữu a, tham niệm quá nặng, đánh tới đánh lui, ít nhiều có chút đáng ghét. Hiện tại ta tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn thấy thiên địa này, liền đi vào dạo chơi du ngoạn. Tiểu bằng hữu ngươi kinh lịch quá ít, không biết cái gì gọi là vô địch tịch mịch. Lý Huyền thở dài một tiếng, phảng phất sống đến quá lâu, nhìn thấy quá nhiều, tâm đều cộng hòa, ết lặng. Bây giờ bất quá là vì tìm cho mình điểm việc vui, tiêu khiển một chút tuế nguyệt mà thôi. Chính như ta nói, cái này thiên địa quá yếu, thiếu một vài thứ. Đây là không hoàn chỉnh thiên địa, chỉ có quy luật mà thôi. Huống chi trong mắt ngươi cái này cường đại thiên địa, kỳ thật cũng liền như vậy đi. Lý Huyền ánh mắt phảng phất nhớ lại cái gì, không biết bao nhiêu tuế nguyệt phía trước, từng có một sinh linh cầm trong tay cự phủ, khai thiên tịch địa, khai sáng một cái thật lớn thiên địa. Cái kia một tòa thiên địa, phân tam giới, có luân hồi, xa không phải chỗ này thiên địa có thể so sánh. Làm sao, cường đại hơn nữa thiên địa, cũng chịu không nổi giày vò a, cuối cùng lộn xộn, nói chung đã biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trong đi. Thiên tử nuốt nước miếng một cái, một mặt vẻ khiếp sợ, tại thái thương phía trước, vậy mà còn có thiên địa, mà còn, càng cường đại vô cùng. Thiên địa cường đại như thế, cũng biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Vị tiền bối này, đến tột cùng là đã sống bao lâu à? Quá kinh khủng. Thậm chí, thiên tử giờ phút này, đều có chút cảm giác da đầu tê dại. Tiền bối, nói như vậy, ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Thiên tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hắn giờ phút này, có chút tin tưởng Lý Huyền, đã biết hắn thân phận. Ta sẽ còn lừa ngươi cái tiểu bằng hữu hay sao? Lý Huyền kinh ngạc cười một tiếng nói. Giờ phút này, nguyên thần trên tay đại đạo kim thư lật ra, đem thiên tử chiếu rọi tại trang sách bên trên, từng hàng tin tức nổi lên. Thái thương thiên địa chi linh, thiên địa bắt đầu, khai thiên tử quang biến thành. Thái thương thiên địa chi linh, Lý Huyền tuy có chút suy đoán, thiên tử cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa sinh linh. Sợ rằng cùng thái thương thiên địa, có cực sâu nguồn gốc, nhưng cũng không ngờ tới, hắn vậy mà là thái thương thiên địa chi linh. Lúc này, hắn cũng minh bạch, thiên tử tại sao lại bị nhốt ở đây địa. Đem hắn vây ở chỗ này người, chính là thái thương thiên địa chi chủ. Thái thương, Lý Huyền giơ tay lên, chỉ thiên tử, lại chỉ thiên, chỉ địa, vừa cười vừa nói, ngươi nha, thiên địa chi linh, tử quang biến thành. Thiên tử nghe vậy, trong lòng khiếp sợ đồng thời, đối Lý Huyền cường đại lại không hoài nghi, thậm chí trong lòng còn thở dài một hơi. Tất nhiên, hắn biết chính mình thân phận, mà không có làm cái gì, hiển nhiên là không có ý đồ bất lương. Hắn thiên địa chi linh thân phận, chỉ có chút ít mấy người biết, mà hắn chính là tử quang biến thành, biết người thì càng ít. Nguyên lai tiền bối thật biết a, là ta đa tâm. Thiên tử cười khổ một cái nói, nhìn ngươi cái này tiểu bằng hữu cũng là có cố sự, không ngại nói một chút. Lý Huyền thừa cơ mở miệng cười nói. Thiên tử trầm mặc nửa ngày, giơ ngón tay lên chỉ thiên, nói, thiên địa bên ngoài chính là một mảnh hỗn độn bất hóa chi địa, tiền bối xưng là hỗn độn. Lý Huyền cười gật đầu lại lắc đầu, phải, cũng không phải. Thiên địa bên ngoài chính là một mảnh hỗn độn trạng thái, tràn ngập bất hóa chi khí. Lý Huyền ngay lập tức nghĩ tới, chính là hỗn độn, cho nên hắn mới có thể nói hỗn độn. Bất quá, thiên tử hỏi như thế, hiển nhiên cũng không phải là xưng là hỗn độn. Lý Huyền tự nhiên sẽ không lật đổ chính mình lời nói, nhưng cũng sẽ không toàn bộ đi phủ định thiên tử bọn họ xưng hô, cho nên cho một cái nhìn như ở trong chứa huyền cơ trả lời. Có mấy lời, không thể nói cộng hòa, ết rồi, nếu không liền không có lượn vòng chỗ trống. Lý Huyền đối với cái này đã rất thuần thục. Thiên tử không hỏi, vì sao là, cũng không phải, mà là thần tình trên mặt nghiêm mặt không ít, ngữ khí phức tạp mà mang theo hồi ức nói, thiên ngoại hỗn độn. Thái thương bọn họ gọi là bất hóa chi địa, cũng kêu hỗn độn bất hóa chi địa. Đã từng cái này thiên địa bên trong cường giả đều xưng thiên ngoại, không thay đổi. Bất hóa chi địa phảng phất vĩnh hằng tồn tại, sinh tồn chân linh nhưng như dã thú, tuy có cường đại năng lực, thậm chí thiên phú năng lực, nhưng mà vận dụng thô thiển, không thông tu luyện, toàn bộ nhờ tự thân trưởng thành, không thay đổi. Sinh linh lúc nào sinh ra, có bao lâu xa tuế nguyệt, không có ai biết. Mạnh như thái thương cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu ngày trước, xem xét đến tột cùng. Đương nhiên, tiền bối khẳng định là biết rõ, nếu là lúc trước ta khẳng định sẽ hiếu kỳ quấn lấy tiền bối hỏi thăm rõ ràng rành mạch, nhưng hiện tại ta đã không có tốt như vậy kỳ tâm.
Nói đến phần sau, thiên tử thần sắc có chút cô đơn. Lý Huyền yên lặng nghe, trong lòng cũng có chút cảm thán. Thiên địa phía trước, hỗn độn không thay đổi. Cái này cùng hắn chỗ nhận biết hỗn độn cũng không có quá lớn khác nhau. Cho thiên tử châm một ly trà, đem mình làm một người ngồi nghe. Thiên tử tất nhiên nói lên những này chuyện cũ, liền sẽ ngăn không được, không ngừng tiếp tục nói, đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Chính như đoán, thiên tử uống một ngụm trà về sau, lại tiếp tục nói ra. Thái Thương liền sinh ra tại bất hóa chi địa. Dựa theo Thái Thương thuyết pháp, hắn không biết chính mình làm sao sinh ra, cũng không biết chính mình ra sao sinh linh. Ban đầu ngơ ngơ ngác ngác, như những cái kia không thay đổi chân linh đồng dạng, linh trí chưa mở. Đương nhiên, hắn khi đó bất hóa chi địa, chân linh phong phú, mạnh được yếu thua, nhỏ yếu chân linh, tùy thời đều có bị ăn sạch nguy hiểm. Thái Thương nói, hắn nhìn thấy chân linh mãnh liệt chém giết, không biết sao, linh trí dần dần mở, dần dần có thông minh, lại tự thân hình thể, dần dần biến thành bây giờ người dáng dấp. Quan sát các loại chân linh chém giết, có cường cũng có yếu, hắn dần dần lục lọi ra một bộ làm sao tránh né, làm sao né tránh, làm sao hiệu suất cao săn giết chân linh chi pháp. Thiên tử đang chậm rãi giải thích, cố sự này chủ nhân gọi là Thái Thương, mà từ thiên tử tự thuật đến xem, hắn cùng Thái Thương quan hệ cực kỳ thân mật, mà những chuyện này hiển nhiên cũng không phải là thiên tử kinh nghiệm bản thân, mà là Thái Thương nói với hắn. Lý Huyền nghĩ đến lai lịch thiên tử, Thái Thương thiên địa chi linh, mở thiên tử chỉ riêng biến thành, rất hiển nhiên hắn sinh ra cùng Thái Thương có quan hệ, thậm chí chính là Thái Thương sáng tạo ra hắn. Bất hóa chi địa lớn bao nhiêu, Thái Thương nói hắn cũng không biết, hắn không có chỗ ở cố định, tại bất hóa chi địa dạo chơi, đã từng gặp phải nguy hiểm, thời điểm đó hắn không biết tuế nguyệt trôi qua, cũng không thời gian quan niệm, một mực trôi giạt từ từ, mà bởi vì có linh trí, đối mặt cái khác chân linh lúc, lòng có kiêu ngạo. Về sau, Thái Thương thậm chí không đem mình cùng những cái kia chân linh coi là đồng loại, cảm thấy chính mình là độc nhất vô nhị tồn tại. Không biết du lịch bao lâu, Thái Thương nhìn thấy một cái vô cùng cường đại chân linh, nhưng cái này một cái chân linh đã già nua, tựa hồ sắp phải cộng hòa. Thái Thương đang quan sát cái này chân linh, mãi đến cái này chân linh già nua mà cộng hòa, thi thể bị cái khác chân linh phát hiện gặm ăn trống không. Thái Thương nói, một màn kia cho hắn cực lớn chấn động, nguyên lai sinh linh dù cho không bị giết cộng hòa, cũng sẽ già nua mà cộng hòa, mặc dù không biết cái kia chân linh sống bao lâu, nhưng chung quy là cộng hòa, rồi. Cũng liền từ một khắc kia trở đi, Thái Thương cảm thấy chính mình có lẽ có chút theo đuổi. Thiên tử nói đến đây, dừng lại, nhìn hướng Lý Huyền, tiền bối, ngươi biết Thái Thương theo đuổi sao? Lý Huyền khẽ gật đầu, hắn đã đoán được một chút. Ngươi nói Thái Thương là một cái rất có thiên phú tiểu bằng hữu, Thái Thương chi tài, là ta biết không có hai người. Thiên tử thở ra một hơi, trầm giọng nói ra, Thái Thương chính là bất hóa chi địa, cái thứ nhất tu luyện giả, hắn thiên tư chắc tuyệt, khai sáng con đường tu luyện. Thái Thương tại tu luyện, tại bất hóa chi địa, thôn phệ giữ dằn linh khí tu luyện, không ngừng tìm tòi cùng cải tiến. Cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu năm tháng, Thái Thương thay đổi đến mạnh lên, đã từng những cái kia hắn không phải là đối thủ cường đại chân linh, hắn đều có thể nhẹ nhõm săn giết. Theo tu luyện càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh, Thái Thương tại bất hóa chi địa hành tẩu phạm vi cũng liền càng ngày càng rộng, có khả năng săn giết càng ngày càng mạnh chân linh. Mãi đến một ngày nào đó, gặp đồng dạng có linh trí chân linh, thiên tử đang giảng giải Thái Thương, từ Thái Thương sinh ra đến Thái Thương quật khởi quá trình, cái này sự tích, tự nhiên tất cả đều là Thái Thương đã từng nói biết rõ cho thiên tử. Lý Huyền yên lặng nghe càng là cảm thán, Thái Thương thật là một cái truyền kỳ. Từ Thái Thương gặp phải cái thứ nhất có linh trí chân linh bắt đầu, toàn bộ bất hóa chi địa liền bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa, có linh trí sinh linh, vậy mà càng ngày càng nhiều. Mà những này có linh trí sinh linh, thực lực đều đang không ngừng tăng cường, những cường giả này đều nhận lấy Thái Thương ảnh hưởng, ví dụ như thích hóa thành nhân hình. Ví dụ như, cũng từ Thái Thương phương pháp tu luyện bên trong, suy nghĩ ra thuộc về mình phương pháp tu luyện. Bất hóa chi địa sinh linh con đường tu luyện, nếu là lấy đầu nguồn mà nói, tựa hồ là từ Thái Thương bắt đầu, đều là nhận lấy Thái Thương ảnh hưởng. Thái Thương chỉ điểm không ít sinh linh tu luyện, cũng chính bởi vì vậy, bên cạnh hắn chen chúc một đám tùy tùng. Từ ban đầu, Thái Thương đám người cũng không phải là bất hóa chi địa người mạnh nhất, đến dần dần đăng lâm tuyệt đỉnh, có khả năng đánh với bọn họ một trận chân linh, đã phi thường rất ít. Mà trừ Thái Thương bên ngoài, bất hóa chi địa cũng xuất hiện một chút thiên phú chắc tuyệt sinh linh. Bất hóa chi địa là hỗn độn, không có thiên địa, thậm chí căn bản là không có thiên địa khái niệm. Thái Thương bọn họ đều sinh tồn ở bất hóa chi địa, dạo chơi tại bất hóa chi địa. Không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, Thái Thương chán ghét không mục đích gì dạo chơi, cũng chán ghét không có chỗ ở cố định. Vì vậy tại bất hóa chi địa tìm cái địa phương ở xuống dưới. Hắn coi đây là nhà, phần lớn thời gian đều là đang suy nghĩ con đường tu luyện, thỉnh thoảng ra ngoài du lịch.
thu thập một chút tài liệu tiến hành nghiên cứu. Còn lại sinh linh cũng phần lớn như vậy, tìm cái địa phương an gia, thỉnh thoảng khắp nơi du lịch, lẫn nhau ở giữa cũng bình an vô sự. Dù sao, toàn bộ bất hóa chi địa, chỉ có bọn họ có trí tuệ, cho dù bộc phát mâu thuẫn, cũng sẽ khắc chế một hai, thậm chí sẽ có người mạnh hơn, đức cao vọng trọng người ra mặt hóa giải mâu thuẫn. Ví dụ như, Thái Thương hội chủ cầm công đạo, không nghiêng lệch, hóa giải một chút mâu thuẫn. Thiên tử thở dài một hơi, nói, lúc đầu, dạng này thời gian, một mực tiếp tục kéo dài, cũng chưa chắc không tốt, nhưng chuyện thế gian, lại há có thể như vậy trôi chảy. Hỗn độn không thay đổi, hỗn loạn, có thông tuệ người, tự nhiên muốn theo đuổi càng nhiều, muốn thay đổi tự thân sinh hoạt hoàn cảnh. Vì vậy, Thái Thương góp nhặt tài liệu, rèn đúc ra một chút bảo vật, phát ra ánh sáng. Vì vậy hỗn độn bất hóa chi địa, xuất hiện ánh sáng, thậm chí các loại nhan sắc ánh sáng. Một đám người đang truy đuổi trong đó mỹ lệ, mâu thuẫn cũng bởi vậy kích phát, từ từ cũng tạo thành mấy cái tiểu đoàn thể, nhưng những này đều không ảnh hưởng Thái Thương. Thái Thương là tự ngạo, hắn cũng là tối cường, theo hắn sinh linh, tự nhiên cũng là nhiều nhất. Mặt khác tiểu đoàn thể mặc dù đều có trận doanh, nhưng lại kính trọng Thái Thương. Như bộc phát lớn mâu thuẫn, cũng vẫn như cũ sẽ mời Thái Thương chủ trì công đạo cùng hòa giải. Theo thiên tử giải thích, Lý Huyền cũng không khỏi đến cảm thán, Thái Thương coi là thật không được. Mà nói đến nơi đây, vẫn không có liên quan tới thiên địa sự tình, càng không có thiên địa biến cố, cũng liền mang ý nghĩa. Thái Thương rèn đúc ra phát sáng bảo vật, tại hỗn độn bất hóa chi địa, có thể nhìn thấy rực rỡ hào quang, nhưng vẫn không có thiên địa tồn tại. Thiên tử tiếp tục giải thích, có chút dài dòng, có chút nói liên miên lẩm bẩm, nhiều khi đều là một chút Thái Thương hàng ngày, thỉnh thoảng có hòa giải mâu thuẫn, thậm chí trấn áp khiêu chiến hắn cường giả. Thỉnh thoảng, thiên tử sẽ lộ ra cô đơn thần sắc, thậm chí cười nhạo một phen, Thái Thương quá tự cho là đúng. Lý Huyền nhưng là nhìn ra được, thiên tử đối Thái Thương tình cảm là cực kỳ thâm hậu. Dù sao, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thái Thương sáng tạo ra hắn. Thái Thương càng ngày càng mạnh, phóng nhãn toàn bộ bất hóa chi địa, cường đại hơn nữa chân linh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thời điểm đó Thái Thương có thể nói là bất hóa chi địa đệ nhất cường giả. Đương nhiên, trừ Thái Thương bên ngoài, còn có 6 cái gia hỏa, thực lực cũng là cực kỳ cường đại, vượt qua những sinh linh khác một mảng lớn. Bất quá, bọn họ so Thái Thương vẫn là muốn yếu không ít, mà còn bởi vì riêng phần mình sinh linh cùng tu luyện khác biệt, cũng phân chia trận doanh, thậm chí thỉnh thoảng bộc phát một chút xung đột nhỏ, nhưng đều chỉ là chuyện nhỏ. Nói đến đây thiên tử dừng lại, Lý Huyền không có thúc giục, tiếp tục yên lặng uống trà, hoàn toàn đem mình làm một thính giả. Tiền bối, hẳn phải biết, thiên địa là thế nào xuất hiện a? Thiên tử thần sắc trang nghiêm, thiên địa xuất hiện, liên quan đến hắn sinh ra, hỗn độn bất hóa chi địa, chỉ có Thái Thương đám người chỗ tụ họp, sẽ có hào quang, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn một chút không thay đổi chân linh đến. Có chút chân linh sẽ bị săn giết, có chút thì là bị nuôi dưỡng, sau khi thuần phục trở thành tọa kỵ. Mãi đến một ngày nào đó, hỗn độn bất hóa chi địa phần cuối, xuất hiện một đạo tử quang. Tử quang có hay không từ hỗn độn không thay đổi phần cuối xuất hiện, đã không thể khảo cứu, nhưng lúc đó cho Thái Thương đám người cảm giác, cái kia một đạo tử quang, phảng phất là từ phần cuối xuất hiện. Tử quang chiếu rọi hỗn độn, phảng phất đem bất hóa chi địa bổ ra thành hai nửa đồng dạng, ngang qua hướng toàn bộ bất hóa chi địa. Đây là hỗn độn bất hóa chi địa lần thứ nhất bị tia sáng chiếu rọi. Đương nhiên, đây là Thái Thương bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, về phần bọn hắn sinh ra phía trước có hay không xuất hiện qua, nhưng là không thể nào biết được. Tử quang xuất hiện, bất luận là Thái Thương vẫn là những người khác đều ý thức được đây là một cái đại cơ duyên. Linh trí chưa mở chân linh, tại tử quang chiếu rọi, nhận lấy kinh hãi, gầm thét chạy trốn hướng tử quang bên ngoài, mà Thái Thương bọn họ xông về tử quang. Lý Huyền một trái tim đều nghe đến kích động lên, tử quang xuất hiện cũng mang ý nghĩa thiên địa sắp sinh ra. Tất cả mọi người tại tranh đoạt tử quang, Thái Thương thực lực tối cường, hắn lấy được tử quang, tự nhiên là nhiều nhất, cũng là chói mắt nhất một bộ phận. Mỗi người đều thu được tử quang cơ duyên, nhưng tử quang nên như thế nào vận dụng, nhưng là không được biết. Thái Thương nhưng là lấy tử quang, tại hỗn độn không thay đổi bên trong, mở ra một cái thật lớn thiên địa, hắn cũng vì vậy mà tăng thêm một bước. Còn lại 6 cái gia hỏa, cũng học Thái Thương, lấy tử quang khai thiên tích địa, đến mức những người còn lại, bất quá phụ thuộc Thái Thương 7 người, tại thiên địa bên trong, mở thuộc về mình vị trí. Ta chính là tử quang một bộ phận, Thái Thương tại khai thiên tích địa thời điểm, cuối cùng dư lưu lại một bộ phận tử quang. Hắn đem cái này một bộ phận tử quang, đặt thiên địa dựng dục, ta vốn nhờ cái này mà sinh ra. 7 đại thiên địa, Thái Thương vì tôn, cũng là hoàn mỹ nhất, mênh mông thiên địa. Thiên tử nói đến đây, con mắt đều đã đỏ lên, phảng phất sau một khắc liền sẽ rớt xuống nước mắt. Lý Huyền chấn động trong lòng, 7 đại thiên địa, Thái Thương vì tôn. Thiên địa có 7 tòa, mà Thái Thương thiên địa, chính là tối cường, cũng là mênh mông nhất.
trừ Thái Thương Thiên Địa bên ngoài, còn có cái khác 6 tòa thiên địa. Lý Huyền nghĩ đến Minh Ngục, Vu Ma, cái này chỉ sợ sẽ là còn lại 6 tòa thiên địa thứ hai. Tiền bối nói, Thái Thương Thiên Địa thiếu một chút đồ vật, Thái Thương Thiên Địa quá yếu, kỳ thật Thái Thương Thiên Địa mới là tối cường, cũng là hoàn mỹ nhất. Thiên địa quy luật vận chuyển, thiên địa pháp tắc hoàn thiện, linh khí ôn hòa, thiên địa linh cơ sinh động, sơn hà hồ nước, tất cả có, không phải mặt khác 6 tòa thiên địa có thể so sánh. Thái Thương mạnh, đương chi vì xấu hổ thứ nhất, hắn cho tới nay đều là lão đại. Trời đất mở ra, ban đầu một mực ở vào giai đoạn trưởng thành, trải qua dài dằng dặc thời gian trưởng thành, cuối cùng đạt tới đỉnh phong, thiên địa triệt để thành hình. Thiên ngoại không thay đổi chân linh, tiến vào thiên địa bên trong, dần dần sinh ra linh trí, vì vậy đem chân linh chia làm thiên địa chân linh, cùng không thay đổi chân linh. Kỳ thật, chân linh chi danh, tại thiên địa sinh ra về sau, liền chuyên chỉ có linh trí chân linh, không thay đổi chân linh, chỉ không có linh trí chân linh, ý là chưa lấy được giáo hóa chân linh. Nhân tộc cũng tại cái này sinh ra, sinh linh đều thích lấy hình người tồn tại, đây đều là nhận đến Thái Thương ảnh hưởng. Thái Thương truyền võ đạo, thiên địa xuất hiện tu luyện giả, bảy đại thiên địa lẫn nhau lui tới cùng tham khảo, thậm chí bảy đại thiên địa các tìm thích hợp tự thân tu luyện bảo địa, tất cả đều hòa thuận, đều vui vẻ phồn vinh. Thái Thương bảy người vì bảy đại thiên địa chi chủ, mà lấy Thái Thương vì tôn, chịu tất cả tu luyện giả cúng bái. Thiên địa có thời gian, có tuế nguyệt ghi lại, từ khi trời đất mở ra, không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, ta cũng nhớ không được. Mãi đến có một ngày, Thái Thương bảy người tập hợp một chỗ, nhìn hướng bất hóa chi địa chỗ sâu, tựa hồ phát hiện cái gì. Lý Huyền nghe đến đó, biết tiếp xuống, thiên tử phải nói, chính là thiên địa biến cố nguyên nhân, cùng với Thái Thương hạ lạc. Như vậy một cái trong truyền thuyết người, chẳng lẽ đã vẫn lạc? Nghĩ đến Hứa Viêm vượt qua hoang dã thấy những hình ảnh kia, cùng với cái kia một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, đạo kia to lớn cao ngạo thân ảnh, chẳng lẽ chính là Thái Thương? Mạnh như Thái Thương đều vẫn lạc, đó là cường đại cỡ nào địch nhân? Mà còn, rất có thể là Thái Thương bảy người liên thủ đối phó cái kia tồn tại, vậy mà đều không địch lại. Thái Thương bọn họ phát hiện thiên ngoại không thay đổi chỗ sâu, xuất hiện một cỗ cường đại khí tức đang đến gần thiên địa, bất quá lại chợt lưu lại tại bất hóa chi địa một chỗ. Ban đầu, Thái Thương bọn họ cho rằng là bất hóa chi địa bên trong cất giấu cường đại bất hóa chân linh, cũng không có quá để ý. Cứ như vậy, qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, một ngày nào đó, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh khuấy động tại thiên ngoại, không thay đổi. Thái Thương lúc này liền chuẩn bị tiến về xem xét. Kết quả, biến cố ngoài ý muốn xuất hiện. Nói đến đây, thiên tử thần sắc thay đổi đến cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng nói, phần vân thiên địa tịch diệt. Thiên địa tất cả đều bị thôn phệ cướp đoạt, phần vân chi chủ phần vân cũng đã biến mất, tựa hồ là vẫn lạc. Phải biết, phần vân chính là bảy đại thiên địa chi chủ một trong, thực lực cường đại vô cùng, phần vân thiên địa bên trong cũng là cường giả đông đảo, vậy mà tịch diệt. Cái này cho Thái Thương 6 người mang đến rung động thật lớn, bọn họ ý thức được chuyện nghiêm trọng, vì vậy đi tìm kiếm cái kia một đạo khí tức cường đại. Nhưng cái kia một đạo khí tức nhưng là đang tránh né bọn họ. Lý Huyền nghe đến trong lòng âm thầm líu lưỡi, phần vân thiên địa, bảy đại thiên địa một trong, cứ như vậy tịch diệt, phần vân thiên địa chi chủ, vậy mà liền như vậy cộng hòa, ết, có lẽ, phần vân thiên địa tịch diệt là một cái âm mưu, Lý Huyền thì thầm trong lòng. Thiên tử tiếp tục nói tiếp, Thái Thương 6 người truy tung không có kết quả, lại lo lắng thiên địa an nguy, cũng chỉ có thể trở về thiên địa. Bất quá lẫn nhau đều bắt đầu cẩn thận, một khi một phương có nguy cơ, liền lập tức trì viện, lại không biết qua bao nhiêu thời gian, thực lực gần với Thái Thương Vu Ma, gặp phải cường địch, nhận trọng thương, suýt nữa vẫn lạc. Nhưng Vu Ma cũng tra xét đến vẫn lạc phần vân xác, cùng với người xuất thủ, không biết khi nào lên, bất hóa chi địa bên trong, xuất hiện một tòa thần điện, danh xưng không hóa thần điện, phảng phất là từ bất hóa chi địa một chỗ dạo chơi mà đến. Phần vân thiên địa tịch diệt, liền cùng không hóa thần điện cường giả có quan hệ. Mục đích của đối phương chính là xâm chiếm thôn phệ bảy đại thiên địa. Không hóa thần điện tồn tại, thực lực mạnh, dù cho là Thái Thương, cũng không có cam đoan có thể địch nổi. Theo thế cục phát triển, thiên địa nguy cơ càng ngày càng cấp bách, cuối cùng Thái Thương đám người làm chuẩn bị đầy đủ về sau, hướng không hóa thần điện phát động công kích. Thái Thương biết chính mình một trận chiến này, khả năng không sống tiếp được nữa, hắn sợ Thái Thương thiên địa bị xâm chiếm, tịch diệt, cho nên lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Thái Thương bọn họ hỗn đản, lừa gạt ta đi tới nơi này, cho ta ăn ngon, chơi vui, nhưng là đem ta khóa tại nơi này, liền sợ ta bị phát hiện. Thái Thương thiên địa rất đặc thù, bởi vì ta thiên địa này linh tồn tại, muốn xâm chiếm thiên địa, nhất định phải diệt ta, nếu không muốn xâm chiếm, tịch diệt thiên địa, độ khó rất rất lớn. Trận chiến kia quá khốc liệt, cho dù ta không có tham dự, nhưng cũng biết Thái Thương cộng hòa, ết rồi, hắn thật cộng hòa, ết rồi. Nói xong lời cuối cùng, thiên tử vẫn là không nhịn được khóc lên.
Lý Huyền đều trầm mặc lại, mạnh như Thái Thương, vậy mà đều cộng hòa, SA, không hóa thần điện cường giả, đến tột cùng là cái gì thực lực, vậy mà như thế khủng bố, không thể bay, không thể bành trướng A, ta thực lực bây giờ còn không bằng Thái Thương đâu, chớ nói chi là không hóa thần điện cường giả, nếu là gặp phải, hẳn phải cộng hòa, S không nghi ngờ A. Mặc dù siêu thoát thiên địa, nhưng vẫn là tiếp tục cẩu tại Thái Thương thiên địa A, mãi đến thực lực vượt qua Thái Thương, vượt qua cái kia không hóa thần điện cường giả. Lý Huyền trong lòng cảnh giác, bất quá, Thái Thương vẫn lạc lâu như thế, Thái Thương thiên địa y nguyên bình yên vô sự, mặc dù xuất hiện một chút biến cố, cũng không có thụ trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Thương xác thực rất cao, không hóa thần điện cường giả, tại một trận chiến kia bên trong, chỉ sợ cũng không dễ qua. Thiên tử xoa xoa nước mắt, lại mắng mắng liệt liệt, Thái Thương thật hỗn đản, vì bảo vệ cái này thiên địa sinh linh, cứ thế mà đem ta khóa lâu như vậy. Hắn còn nói, rất nhanh liền sẽ trở lại, lừa gạt ta nói, người kia không phải đối thủ của hắn, kết quả hắn vậy mà cộng hòa, ết rồi. Ta cũng không tiếp tục tin Thái Thương là vô địch, hắn quá phế vật, cái này thiên địa mất liền mất nha, liều cộng hòa, ết làm gì. Thiên tử giờ phút này, đối Thái Thương tràn đầy oán niệm, ta nếu là có thực lực, ta liền đem cái này thiên địa sửa lại, Thái Thương cộng hòa, ết thì cộng hòa, ết, thiên địa cũng không phải Thái Thương. Thiên tử giận dữ nói xong, đón lấy, lại nói liên miên lẩm bẩm, nói tiếp trận chiến kia một chút tình hình, cùng với Thái Thương thiên địa biến hóa. Trận chiến kia, đi theo Thái Thương cường giả, tử thương thảm trọng, mà đổi thành bên ngoài ngũ đại thiên địa, đã biết Vu Ma thiên địa, Minh Ngục thiên địa vẫn còn tồn tại tại, đến mức Vu Ma cùng Minh Ngục có hay không vẫn lạc, tạm thời không được biết. Bất quá, dựa theo thiên tử suy đoán, tỷ lệ lớn là vẫn lạc. Bây giờ, Vu Ma cùng Minh Ngục đều muốn xâm chiếm vào Thái Thương thiên địa, cái này hai đại thiên địa còn sót lại cường giả, có nhất định tỷ lệ là nương nhờ vào không hóa thần điện. Đương nhiên, cụ thể làm sao, thiên tử bởi vì bị khóa ở nơi này, cũng vô pháp biết kỹ càng. Trận chiến kia về sau, Thái Thương thiên địa dung chuyển thật lâu, mà còn cũng xuất hiện một chút thay đổi, ví dụ như vị trí của ta bây giờ, liền ở vào biên hoang, Thái Thương biên hoang chi địa, thiên địa linh cơ không còn, linh khí thay đổi đến dữ dằn. Ta cũng biết, Thái Thương làm như thế nguyên nhân, biên hoang không có thiên địa linh cơ, nghiễm nhiên thụ trọng thương bộ dạng, dùng cái này rời đi lực chú ý, sẽ không bị người phát hiện ta tại chỗ này. Thiên tử thổn thức cảm thán, nhưng lại tức giận nói, nhưng Thái Thương quá hố a, lưu lại cho ta đồ vật đều không có, hiện tại liền cuối cùng một cái giường đều không có, cái này cuộc sống sau này có thể làm sao qua a. Đón lấy, thiên tử trông mong nhìn Lý Huyền nói, tiền bối, ngươi nhìn có thể hay không? Lý Huyền kinh ngạc cười một tiếng nói, cái này đối ngươi mà nói có lẽ là một chuyện tốt đâu, tất nhiên che giấu cần gì phải bại lộ tự thân, thả ngươi đi ra, với ta mà nói tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bất quá ngươi nên suy nghĩ một chút, chẳng lẽ ẩn giấu đi như vậy năm tháng dài đằng đẵng, thật bằng lòng bại lộ chính mình? Thái Thương cường đại như thế đều đã cộng hòa, ết, mặc dù hiện nay Thái Thương thiên địa thoạt nhìn y nguyên an toàn, nhưng vạn nhất thiên tử bại lộ, sẽ dẫn tới vị kia không hóa thần điện cường giả đâu. Lý Huyền cũng không xác định, hắn tại Thái Thương thiên địa bên trong, điều động toàn bộ thiên địa chi lực, có thể đối kháng vị kia không hóa thần điện cường giả. Dù sao, cho dù lấy trước mắt hắn lập đạo cảnh, lại có rất nhiều thần thông, càng có hay không hơi thở yên lặng đạo kiếm tại tay, lại điều động Thái Thương thiên địa lực lượng, cũng không dám cam đoan có thể chiến thắng Thái Thương. Cho nên, thiên tử tạm thời là không có khả năng để hắn hoàn toàn tự do, bất quá một cái kế hoạch, nhưng là có thể an bài bên trên. Không cam tâm lại có thể thế nào, ta một khắc đều không muốn tiếp tục bị khóa ở nơi này. Thái Thương thật là một cái hỗn đản, cái cộng hòa, ết, để ta một cái người tại chỗ này chịu khổ gặp nạn. Thiên tử oán niệm cực sâu. Đương nhiên, ta cũng biết, nhất nên hận là cái kia kinh khủng gia hỏa, thế nhưng cái kia kinh khủng gia hỏa quá mạnh a, ta đánh không lại, không phải vậy ta cũng muốn giết cộng hòa, ết hắn. Nếu không phải hắn, ta thiên tử sao lại tại chỗ này chịu khổ gặp nạn nhiều năm như vậy. Vừa nhắc tới không hóa thần điện cường giả, thiên tử hiển nhiên là tràn đầy phẫn hận. Bất kể nói thế nào, hắn là Thái Thương sáng tạo mà sinh, theo một ý nghĩa nào đó, Thái Thương như là phụ thân hắn. Đi theo Thái Thương những tên kia tất cả đều là phế vật, đã nhiều năm như vậy liền không có một cái đột phá cực hạn, đi đến đã từng Thái Thương một bước kia sao? Thiên tử lại giận dữ nói xong, tiếp theo hùng hùng hổ hổ, Thái Thương thiên địa biến hóa, biên hoang, nội vực, linh vực những này cách cục, đơn giản là vì bồi dưỡng thiên địa mới chi chủ, những tên kia, vậy mà một chút cũng không có hành động, hoặc là đều mang tâm tư. Đã từng Thái Thương thiên địa hạch tâm chi địa, bây giờ là đạo vực 300 giới, những giới chủ này đều là một chút hỗn đản. Thiên tử càng mắng càng giận, nói liên miên lẩm bẩm không ngừng, thỉnh thoảng lại khóc kể một phen, chính mình trôi qua làm sao thê thảm. Lý Huyền giữ im lặng,
thiên tử người này đang bán thảm đây. Đạo vực 300 giới sao, 300 giới chủ, bây giờ, ngược lại là không có nhiều như vậy. Lý Huyền trong lòng yên lặng nghĩ đến, đạo vực 300 giới, mỗi một giới đều giống như một cái tiểu thiên địa. Không hề nghi ngờ, cái này 300 giới đều là đã từng tiểu thiên địa chi chủ, đi theo Thái Thương cường giả mở. Thái Thương thiên địa võ đạo thực lực, Lý Huyền cũng đã thấy rõ. Thiên hợp, thần tôn, chí tôn, giới chủ, bây giờ giới chủ đã là Thái Thương thiên địa tối cường, mà Thái Thương 7 người thì là thiên địa chi chủ. Giới chủ đã từng lại xưng là tiểu thiên địa chi chủ. Thái Thương là thiên địa chi chủ bên trong, thực lực tối cường một cái, mà không hóa thần điện cường giả, càng hơn thiên địa chi chủ. Lý Huyền trong lòng ước định, ta võ đạo, thiên địa cảnh có thể so với thần tôn cùng chí tôn, thiên địa cảnh đại thành, liền có chí tôn lực lượng, lập đạo cảnh giống như là giới chủ. Chí tôn cùng giới chủ ở giữa, chính là một đạo lạch trời, mà thiên địa cảnh cùng lập đạo cảnh, cả hai ở giữa thực lực, cũng là ngày đêm khác biệt. Ta nếu là lập đạo cảnh đại thành, thậm chí viên mãn, có thể diệt sát Thái Thương sao? Lý Huyền tự hỏi, cho dù chính mình lập đạo cảnh viên mãn, chỉ sợ cũng khó mà diệt sát Thái Thương. Bất quá có lẽ sẽ không thua Thái Thương, còn lại 6 vị thiên địa chi chủ bên trong, có lẽ có thể chém giết thực lực nhỏ yếu vị kia. Đương nhiên, giới chủ cùng giới chủ ở giữa, thực lực cũng sẽ có không nhỏ khác biệt. Mà Thái Thương một người, có thể áp đảo còn lại 6 người, có thể thấy được Thái Thương thực lực mạnh. Chỉ có bên trên lập đạo cảnh, mới có diệt sát Thái Thương chi uy, mới có thể không sợ không hóa thần điện cường giả. Lý Huyền giờ phút này trong lòng hiểu rõ, bình thường mà nói, lập đạo cảnh tương đương với giới chủ, hoặc là so giới chủ mạnh hơn một chút. Nhưng hắn cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa lập đạo cảnh, cho nên mới tại lập đạo cảnh bên trong liền có thực lực như thế. Bất quá, cũng không phải không cách nào mở ra lối riêng, tại đột phá bên trên lập đạo cảnh phía trước, tiếp tục tăng cao thực lực. Nghĩ tới đây, Lý Huyền nhìn hướng Hùng Hùng Hổ Hổ, lúc thì khóc thảm thiên tử, vừa cười vừa nói, tiểu bằng hữu, ngươi là Thái Thương thiên địa chi linh, ngươi muốn tăng lên Thái Thương thiên địa sao? Ngươi muốn để ngấp nghé thiên địa ra hỏa, không cách nào đối với thiên địa hạ thủ sao? Thiên tử lập tức tinh thần tỉnh táo, tiền bối, ta nghĩ, ta nằm mộng cũng muốn. Lý Huyền đứng dậy, đi ra nhà đá nhỏ, mà thiên tử theo bản năng đuổi theo, vậy mà trực tiếp từ nhà đá nhỏ bên trong đi ra, thậm chí đi ra che đậy nhà đá nhỏ cung điện. Giờ khắc này, thiên tử chấn động trong lòng, trên thân gông xiềng lại bị giải ra một bộ phận. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, vừa cười vừa nói, chính như ta lời nói, cái này thiên địa thiếu một chút đồ vật, cũng quá yếu, mà ngươi có thể đền bù ở trong đó thiếu bộ phận. Ta bổ sung thiếu đồ vật, vậy ta có thể hay không cộng hòa? Ết, thiên tử không nhịn được rụt cổ một cái. Sẽ không, Lý Huyền nụ cười sán lạn, vỗ thiên tử bả vai, nói, ta đến Thái Thương thiên địa du lịch, tâm chi sở động, thu mấy cái đồ đệ, bọn họ ngay tại trưởng thành bên trong, mà ta truyền võ đạo, xưng là đại hoang võ đạo, nội vực bây giờ là đại hoang. Cái này thiên địa thiếu đồ vật, vẫn là muốn đền bù bên trên, Thái Thương đã cộng hòa. Ết, bây giờ chỉ còn lại ngươi có thể làm được. Thiên tử nghi hoặc mà hỏi thăm, tiền bối, ngươi một mực nói, cái này thiên địa thiếu đồ vật, thiếu cái gì? Lý Huyền quay đầu nhìn hướng hắn, trong miệng thốt ra hai chữ, thiên đạo, thiên đạo. Thiên tử hoảng hốt, trong miệng lầm bầm, thiên đạo, không sai, thiên đạo. Lý Huyền gật đầu nói, Thái Thương thiên địa, chỉ có đạo tắc, nhìn như quy luật hoàn thiện, vận chuyển tự nhiên, cuối cùng thiếu thiên chi đạo. Thiên đạo như tồn, vận chuyển nhật nguyệt, thiên địa cũng nên không ngừng tăng cường, không ngừng mở rộng, cũng làm duy trì thiên địa cân đối. Lý Huyền truyền cho thiên tử lên, hắn suy nghĩ ra được thiên đạo khái niệm. Ngươi chính là thiên địa chi linh, chính thích hợp hợp đạo thiên địa, hóa thành thiên đạo. Bất quá ngươi lần đầu vì thiên đạo, không thích hợp vận chuyển toàn bộ Thái Thương thiên địa. Mà Thái Thương đã cộng hòa, ết, cái này thiên địa cũng đã không phải là Thái Thương thiên địa mới là, cũng có thể che lấp ngươi tự thân, ngươi cũng có thể bỏ ngày xưa đủ loại nhân quả. Lý Huyền một trận lắc lư, thiên đạo làm sao cường đại, làm sao vận chuyển thiên địa, làm sao chịu thiên địa thương sinh kính sợ, làm sao cường đại thiên đạo tự thân, làm sao để thiên địa tiếp tục cường đại đi xuống. Thiên tử càng nghe hai mắt càng sáng, hưng phấn nói, tiền bối, ta muốn làm cái này thiên đạo, còn mời tiền bối dạy ta. À, ngươi muốn làm thiên đạo, vậy ngươi muốn làm cái gì thiên đạo đâu? Lý Huyền cười híp mắt hỏi. Thiên tử thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng nói, Thái Thương đã cộng hòa, ết, đại hoang đương lập, ta chính là đại hoang thiên đạo. Lý Huyền âm thầm gật đầu, thiên tử người này vẫn là cơ linh, ngươi có thể có cái này quyết tuyệt, cái này rất tốt. Đã như vậy, bản đạo tổ liền truyền cho ngươi thiên đạo chi pháp a, dạy ngươi làm sao trở thành thiên đạo. Đương nhiên nếu là ngươi quá ngu dốt, không cách nào lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể nói rõ ngươi cùng thiên đạo vô duyên. Lý Huyền gật đầu nói, đạo tổ tiền bối yên tâm, ta thiên phú rất cao. Thiên tử vỗ bộ ngực nói,
chỉ hy vọng như thế đi. Lý Huyền cũng không đề cập tới thu đồ sự tình, thiên tử chân thực thực lực, tại thái thương thiên địa bên trong, so những giới chủ kia đều muốn cường ba phần, dù sao hắn là thiên địa chi linh. Đạo tổ tiền bối, ngươi truyền ta thiên đạo chi pháp, từ nay về sau, ta chính là đại hoang thiên đạo, mà đạo tổ tiền bối ngươi lại là đại hoang võ tổ, vậy ta thiên tử chính là môn hạ của người, đồng tử. Thiên tử nắm tóc, cân nhắc hỏi, tùy ngươi. Lý Huyền yên lặng cười nói, cứ quyết định như vậy đi, ta thiên tử, thậm chí đạo tổ tọa hạ đạo đồng. Thiên tử vui sướng hài lòng nói. Lý Huyền cười lắc đầu, thiên tử người này, não ngược lại là linh hoạt, ngươi chính là thiên địa chi linh, muốn trở thành thiên đạo, ngược lại là đơn giản hơn nhiều, thiên đạo chi pháp cũng là đơn giản. Ban đầu lấy thái thương thiên địa đạo tắc làm căn cơ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn dựa theo thái thương thiên địa đạo tắc mà đi. Lý Huyền trong tay xuất hiện một quyển sách, chính là Thái Thương Thư. Thiên tử khẽ giật mình, thần sắc đột nhiên cô đơn mấy phần, thở dài một hơi, nói, Thái Thương, quả nhiên lưu lại một tay. Muốn kẻ đến sau, một lần nữa đi đến con đường của hắn, trở thành Thái Thương Thiên Địa tân chủ, thủ hộ Thái Thương Thiên Địa. Nhìn qua Thái Thương Thư, thiên tử thổn thức cảm thán, nói, nếu như suy đoán không sai, Thái Thương Thư hẳn là tại biên hoang, mà còn khoảng cách ta sẽ không quá xa. Lý Huyền cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi ngược lại là thông thấu, cuốn sách này xác thực cách ngươi không xa. Đạo tổ tiền bối, Thái Thương Thư trong tay ngươi, ngươi hiện tại chính là Quá Thương Thiên Địa chi chủ à? Thiên tử liếc nhìn Thái Thương Thư nói, cái này thiên địa. Lý Huyền lắc đầu, đạo tổ tiền bối khẳng định là chướng mắt, nhưng là không biết có hay không từng có người từng thu được Thái Thương Thư. Thiên tử nghi hoặc nói, cuốn sách này kỳ thật cũng không thú vị, ta ẩn cư ở đây làm sao quan tâm những này, đơn giản cơ duyên xảo hợp thu đồ đệ, ta cái kia nhị đồ đệ phát hiện. Lý Huyền chỉ Thái Thương Thư đạo tắc nói, ngươi muốn trở thành thiên đạo, đầu tiên muốn làm chính là vận hành đạo tắc, đem những này đạo tắc thống kết hợp một. Tiếp xuống, Lý Huyền lấy Thái Thương Thư miêu tả đạo tắc làm căn cơ, bắt đầu truyền thụ thiên tử thiên đạo chi pháp, làm sao vận hành đạo tắc, làm sao sửa đổi đạo tắc, làm sao thống hợp đạo thì. Mà muốn trở thành thiên đạo, còn có cực kỳ mấu chốt một vòng, thiên tử nhất định phải hóa thành đạo tắc, lấy tự thân làm hạch tâm, thống hợp cùng vận chuyển thiên địa đạo tắc. Thiên tử chính là thiên địa linh, hắn hóa thành đạo tắc nhưng là không khó, mà còn không đến mức mất đi bản thân ý thức, nhưng cuối cùng muốn từ bỏ hắn hiện có thân thể. Mang ý nghĩa hắn muốn tản đi thân thể này, mà tản đi thân thể quá trình, chung quy là có chút thống khổ. Thiên đạo vô hình, ngươi vì thiên đạo, ai có thể tìm tới ngươi đây? Ngươi ở khắp mọi nơi, ngươi vận chuyển thiên địa, lấy thiên đạo quy tắc, cường đại thiên địa, tiếp tục mở rộng thiên địa càng mạnh, ngươi cũng sẽ càng mạnh. Lý Huyền vì chính mình thiên đạo khái niệm cảm thấy hưng phấn. Nếu là thành công, đại hoang thiên địa tất sẽ không ngừng cường đại, thậm chí có phá vỡ toàn bộ không thay đổi chi địa, đem toàn bộ không thay đổi chi địa đều mở thành thiên địa cơ hội. Ta về sau liền không có thân thể à? Thiên tử có chút buồn bực bộ dáng. Ngươi nếu là thiên đạo, há lại sẽ quan tâm thân thể? Thiên địa chính là thân thể của ngươi, ngươi có thể biến thành bất luận cái gì sinh linh. Tại thiên địa bên trong, một ngọn cây cọng cỏ, vạn vật sinh linh cũng có thể trở thành thân thể của ngươi. Đương nhiên, đã vì thiên đạo, tự nhiên cũng muốn tuân theo quy tắc. Nếu không lung tung đến, thiên địa đại loạn, đối với thiên đạo mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Lý Huyền trịnh trọng nói, ta hiểu được. Thiên tử trịnh trọng gật đầu, để những cái kia nhìn chằm chằm ta hỗn đản đều không bao giờ tìm được ta. Cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn để bọn họ nếm thử huy hoàng thiên đạo chi uy. Ta liền giải ra ngươi một chút gông xiềng, ngươi lấy đại hoang vì mở đầu, đi đến thiên đạo con đường đi. Lý Huyền đưa tay một điểm, giải ra thiên tử bộ phận gông xiềng, có thể làm cho hắn tại đại hoang phạm vi bên trong tự do hoạt động. Đợi ngươi thuận lợi trở thành đại hoang thiên đạo, lại kéo dài đến linh vực, thần vực, cuối cùng toàn bộ thiên địa. Thiên tử kích động không thôi, siết quả đấm, ta nhất định sẽ thành công, ta muốn trở thành thiên đạo, Quá Thương đã cộng hòa. Ết, từ nay về sau, nơi này là đại hoang thiên địa, ta thiên tử thiên địa. A a a, thật là đau a, liều mạng, liều mạng, những tên kia đều chờ đó cho ta, ta hôm nay thống khổ đều là bởi vì các ngươi mà lên. Còn có cái kia kinh khủng gia hỏa, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi nếm thử ta huy hoàng thiên đạo chi uy. Thiên tử kêu thảm, hùng hùng hổ hổ, thân thể dần dần tản đi, cuối cùng biến thành một đoàn tử quang. Một đoạn thời khắc, tử quang dung nhập thiên địa, trong thoáng chốc, phảng phất biến thành một đầu đạo tắc. Nhưng mà đầu này đạo tắc, cùng còn lại đạo tắc nhưng là có chút khác biệt. Một ngày này, đại hoang đám võ giả đều nghi hoặc ngẩng đầu, không biết vì sao, luôn cảm thấy ngày này tựa hồ có chút không đồng dạng. Cụ thể làm sao không một dạng, nhưng lại nói không ra, phảng phất thiên uy chứa đựng trong đó. Ha ha ha, ta cuối cùng tự do, ta cuối cùng tiêu sái đi lên.
không người nào có thể nghe được âm thanh. Tại đại hoang thiên địa vang lên, thiên tử nhìn qua đại hoang một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một cái người tu luyện, cả người hưng phấn không thôi, cảm thấy thú vị vô cùng. Đúng rồi, ta là thiên đạo, ta muốn có uy nghiêm, ta muốn có quy tắc. Thiên tử hít sâu một hơi, bắt đầu lập thiên đạo quy tắc, bắt đầu trở thành thiên đạo bước đầu tiên. Làm sao lập thiên đạo quy tắc, lập cái gì quy tắc, Lý Huyền đều đã dạy cho hắn, cho nên thiên tử chỉ cần làm theo liền được. Lý Huyền nhìn qua đại hoang bầu trời, lộ ra nụ cười sán lạn, nhìn qua thiên tử ngay tại hướng lên trời nói thuế biến, không nhịn được mong đợi. Thiên đạo a, quá thương vô thiên nói, nhưng đại hoang có thiên đạo, ngấp nghé đại hoang người, cuối cùng sắp tiếp nhận thiên đạo chi uy. Đại hoang thực lực, mặc dù tiến bộ cấp tốc, nhưng cuối cùng nội tình nông cạn, linh khí dĩ nhiên tăng lên đi lên, bởi vì thời gian ngắn ngủi, tích lũy không đủ, thiên tài địa bảo thiếu hụt. Hiện nay, thiên tử trở thành đại hoang thiên đạo, hắn quan trọng nhất làm, chính là để đại hoang thần tốc tăng cao thực lực, để đại hoang có thể xuất hiện thiên tài địa bảo, thậm chí mở rộng đại hoang cương vực. Thiên đạo làm sao cường đại thiên địa, thiên đạo quy tắc làm sao thiết lập, như thế nào quy tắc đã đối thiên đạo có lợi, lại có thể xúc tiến thiên địa cường đại, xúc tiến võ giả càng hiệu suất cao hơn tu luyện, Lý Huyền đều nhất nhất truyền cho thiên tử. Mà hiện nay, thiên tử ngay tại trở thành tân sinh thiên đạo, ngay tại thuế biến bên trong, ngay tại lập thiên đạo quy tắc bên trong, cái này cần một cái thời gian cùng quá trình, nhưng sẽ không quá lâu dài, thiên tử liền có thể trở thành đại hoang phiến thiên địa này thiên đạo. Đợi đến hắn thuần thục vận hành thiên đạo quy tắc, tăng lên đại hoang thực lực về sau, sẽ dần dần không ngừng mở rộng, cuối cùng đem toàn bộ thiên địa đều đưa vào trong đó. Về sau, chỉ có đại hoang thiên địa mà không có quá thương thiên. Quá thương đã cộng hòa, ết, đại hoang đường lập. Từ thiên tử hô lên câu nói này về sau, liền đã xác định quá thương thiên vận mệnh. Cái này thiên địa a, cuối cùng cũng cùng ta có liên quan rồi. Lý Huyền thổn thức cảm thán, đạo vực những tên kia, tâm tư quá nhiều, muốn tranh đoạt thiên địa chi chủ vị trí, thuần túy là suy nghĩ nhiều, chờ lấy về sau tiếp nhận huy hoàng thiên đạo chi uy đi. Lý Huyền trong lòng toe toét, thiên tử bị khóa thời gian dài như vậy, những giới chủ kia từng cái trôi qua có thể tiêu sái, cái này để thiên tử làm sao có thể nhẫn, khẳng định thiếu không được giày vò những giới chủ kia. Đại hoang ngay tại biến hóa, loại này biến hóa là vô thanh vô tức, đại hoang đám võ giả thậm chí đều không thể phát giác đại hoang biến hóa cùng trước đây có cái gì chỗ khác biệt. Dù sao đại hoang linh khí tăng lên về sau, thiên địa biến hóa một mực tồn tại, cũng nhanh muốn trở thành sơ sinh thiên đạo. Lý Huyền đầy cõi lòng chờ mong, thiên tử còn dư lại trên người gông xiềng, không cần hắn hỗ trợ giải ra, theo thiên tử trở thành thiên đạo, chính hắn liền có thể theo thiên đạo mở rộng, mà chậm rãi giải ra gông xiềng. Lý Huyền đang đợi đại đạo kim thư phản hồi, thiên đạo chính là hắn khai sáng, cũng là hắn đối cái này thiên địa giao cho mới khái niệm, tất nhiên sẽ có được phong phú phản hồi. Có lẽ có thể để ta thực lực có tăng lên thêm một bước. Lý Huyền trong lòng âm thầm kích động, không có cái gì, so thực lực tăng lên càng sảng khoái. Thần vực biến hóa, Lý Huyền đều chẳng muốn quan tâm, tại đại hoang chỉ điểm lấy thiên tử hóa thành thiên đạo, làm sao làm tốt thiên đạo, làm sao thiết lập thiên đạo quy tắc. Cái này quy tắc đã là thiên địa vận hành căn bản, cũng là thiên đạo cường đại vị trí, đồng dạng cũng phải có thái thượng chí công căn bản nguyên tắc, thiên địa vạn vật sinh linh đều không nghiêng lệch. Đương nhiên, thiên tử cái này thiên đạo, chung quy là có yêu thích vị trí, bởi vậy thiên đạo quy tắc cũng sẽ đối hắn tự thân tiến hành một chút trói buộc, mà sẽ không lung tung mà làm. Một khi vượt qua quy tắc mà đi thì sẽ phải chịu tỉnh táo. Bất quá, một khi thiên đạo quy tắc thiết lập, thiên tử bản nguyên ý thức có thể thoát ly thiên đạo quy tắc bên ngoài, mà quy tắc tự mình vận chuyển, như vậy không có thiên tử bản nguyên ý thức ảnh hưởng, thiên đạo quy tắc tự nhiên sẽ trí công. Nhưng đây cũng không phải là mang ý nghĩa thiên tử đã thoát ly thiên đạo, cũng không phải là không cách nào khống chế thiên đạo quy tắc, mà là bản nguyên ý thức lấy một loại không can thiệp thiên đạo quy tắc trạng thái tồn tại. Lúc cần thiết, thiên tử cũng là có thể trực tiếp khống chế thiên đạo quy tắc mà đi, ví dụ như ứng đối đại địch, liền có thể chủ động khống chế thiên đạo quy tắc chi lực mà ứng đối. Lý Huyền như vậy chỉ điểm thiên tử, cũng là cân nhắc đến thiên tử gia hỏa này, thiếu niên tâm tính, dễ dàng toàn bằng yêu thích mà làm, như vậy liền rời bỏ thiên đạo vốn có khái niệm. Bản nguyên ý thức không can thiệp thiên đạo quy tắc, còn nếu là thiên tử muốn cho người nào đó cơ duyên, sử dụng chính là hắn tự thân thiên đạo chi lực, mà không phải là tại thiên đạo quy tắc phía dưới giao cho. Cả hai ở giữa, cuối cùng có chút khác biệt. Kể từ đó, đã thăng bằng thiên đạo quy tắc chí công, cũng cho thiên tử trình độ nhất định tự do. Muốn trở thành thiên đạo, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho dù đại hoang không lớn, thiên tử lại là thiên địa linh, nhưng mà thiên đạo dù sao cũng là một cái mới nói. Bất quá vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần trở thành đại hoang thiên đạo, thiên tử liền bước ra trọng yếu một bước. Quen thuộc thiên đạo căn bản về sau,
cũng liền có thể vì vận hành toàn bộ thiên địa làm chuẩn bị. Thời gian vội vàng, Lý Huyền đang vì thiên địa thiết lập thiên đạo mà mừng rỡ bên trong, chờ mong đại đạo kim thư phản hồi, đến mức thần vực thế cục, hắn đều chẳng muốn quan tâm. Một ngày này, Lý Huyền đứng tại xuyên qua mà đến thôn nhỏ bên trong, đã từng ốc xá, đã sớm bị dây leo bao trùm, gốc kia đại thụ dài đến càng thêm xanh tươi. Duyên, tuyệt không thể tả a. Vào giờ phút này, Lý Huyền đều nhịn không được cảm thán một tiếng, nếu không phải Hứa Viêm tìm cao nhân đến đây, lại tu luyện thành công hắn nói bừa công pháp, hắn hoặc là khốn thủ thôn nhỏ, cô độc sống quãng đời còn lại, hoặc là tìm cơ hội rời thôn, tiến về thị trấn nhỏ bên trong. Bởi vì Hứa Viêm đến, lại tu luyện thành công hắn nói bừa công pháp, cuối cùng đi lên cao nhân con đường, vì võ đạo đại nghiệp mà phấn đấu. Bây giờ, thiên địa này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, kỳ thật đều đã tại hắn khống chế bên trong, hắn là theo một ý nghĩa nào đó thiên địa chi chủ. Quá thương thiên trong đất, hắn vô địch, mà quá thương thiên, tại không lâu sau này, cũng sẽ biến thành đại hoang thiên địa. Đại hoang thiên đạo, chính là đạo thống của hắn, bản đạo tổ, vì truyền đạo mà đến. Lý Huyền nụ cười sán lạn, ngay tại lúc này, đại đạo kim thư lật ra, kim quang hiện lên mà ra. Mà còn, lần này kim quang hiện lên mà ra, giống như hóa thành một đầu màu vàng đại đạo. Lý Huyền mừng rỡ trong lòng, thiên đạo phản hồi tới, chợt, lại có chút nghi hoặc, thiên tử khoảng cách trở thành thiên đạo, còn kém một chút xíu đâu, chẳng lẽ đại đạo kim thư sẽ còn trước thời hạn phản hồi hay sao? Đồ đệ ngươi Hứa Viêm hàng một đầu chân long, ngươi thu hoạch được hàng long chi đạo. Hàng long, Lý Huyền người đều mộng, thần vực xảy ra chuyện gì, bất quá trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý mà thôi, làm sao đại đồ đệ của mình đều hàng long, từ đâu tới long? Hàng long trưởng a, vậy mà thật hàng long, Hứa Viêm bằng cái này hàng một đầu chân long, ta đại đồ đệ, thật là được a. Lý Huyền trong lòng cảm thán một tiếng, ầm ầm, màu vàng như đại đạo quang mang, trong nháy mắt, quay quanh tại nguyên thần bên trên, từ từ biến mất tại hắn nguyên thần bên trong. Hàng long chi đạo, Lý Huyền giờ phút này, ngay tại cảm ngộ hàng long chi đạo. Đây là nói, chân chính trên ý nghĩa nói, hàng long chi đạo, cùng hắn lúc trước chỗ trình bày hàng long lý niệm cùng một nhịp thở. Hàng long cũng ngự long, long chi đại đạo, hàng long a, thì ra là thế, ta hiện tại chẳng những là yêu tổ, cũng muốn thành long tổ đi. Lý Huyền từ cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần, khóe miệng co quắp co lại, không nhịn được cảm thán một tiếng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía thần vực vị trí. Cái này xem xét, mới phát hiện bất quá trong khoảng thời gian ngắn, thần vực đã long trời lở đất, tình thế đại biến. Đạo vực nào đó một giới, ngay tại rơi xuống, cùng thần vực liên kết, hóa thành thần vực cùng đạo vực ở giữa liên hệ một chỗ địa vực. Thiên sát ảnh thiên địa quy nhất, giờ khắc này ngay tại bắt đầu thi hành bên trong. Càng ngày càng có ý tứ, đây là tại mưu đoạt thiên địa chi chủ vị trí a, muốn nhờ vào đó, đột phá giới chủ ràng buộc, trở thành thiên địa chi chủ. Đáng tiếc, đường đi sai, cái khác thiên địa, có thể bằng đây, đoạt được thiên địa quyền hành, nhưng quá thương thiên không được. Quá thương, thật là khó lường. Giờ phút này, Lý Huyền cũng không thể không cảm thán, quá thương coi là thật không được. Không hổ là bảy đại thiên địa chủ đứng đầu, thực lực uy áp mặt khác sáu vị thiên địa chi chủ, mà mạnh như quá thương, vậy mà đều vẫn lạc. Không thay đổi chi địa bên trong cái kia một tòa thần điện cường giả, lại nên đáng sợ đến bực nào. Đồ đệ của ta hàng long a, cũng không biết hàng một đầu cái gì long. Lý Huyền nụ cười sán lạn, lấy Hứa Viêm thực lực hôm nay, cho dù hàng long trưởng theo một ý nghĩa nào đó mà nói là dĩ hàng long làm gốc ý, nhưng chân long quá mạnh lời nói cũng là không cách nào hàng lại. Thiên hợp cảnh chân long sao? Lý Huyền đã có phỏng đoán, đây là một đầu ấu long a, còn chưa trưởng thành. Chân long chính là lúc trước chân linh bên trong đứng đầu nhất tồn tại, bảy đại thiên địa chi chủ bên trong, trong đó một vị chính là chân long, thống ngự một đám chân linh, trưởng thành chân long, không kém gì thần tôn võ giả. Hứa Viêm thực lực hôm nay còn hàng không được trưởng thành chân long, cho nên hắn hàng chính là một đầu ấu long. Thiên sát ảnh ám toán ấu long, bối cảnh tất nhiên không đơn giản, đây là muốn dẫn long giới xuất thủ, mượn chân long khí xung kích thần vực, tiến một bước làm cho đạo vực cùng thần vực liên thông, tạo thành theo một ý nghĩa nào đó thiên địa quy nhất, thậm chí ăn cắp một bộ phận long giới chân long khí, dẫn vào chính mình vị trí giới vực. Lý Huyền nháy mắt liền làm rõ, cái này phía sau mục đích, có ý tứ. Lý Huyền như có điều suy nghĩ, chân long giới chính là thiên địa đại biến phía trước, chuyển vào quá thương thiên. Cùng chân long cùng một chỗ chuyển nhập vào đến, còn lại đông đảo chân linh, bây giờ đều là phụ thuộc chân long giới. Đã từng chân long ở bên trong, đông đảo chân linh thiên địa, sợ rằng tại lúc trước trong trận chiến ấy tịch diệt, cho dù chưa từng tịch diệt, cũng tất nhiên rơi vào không hóa thần điện chi thủ. Chân linh thiên địa chi chủ, chỉ sợ cũng đã vẫn lạc. Thiên tử dù sao bị khóa ở thiên địa bên trong, đại chiến cụ thể tình hình, hắn là không biết, còn lại thiên địa kết quả làm sao, hắn cũng không biết.
ngẩng đầu nhìn một cái thiên tử. Bất quá mấy ngày, hắn liền muốn lột xác thành thiên đạo. Đại hoang cũng đem chân chính bắt đầu quật khởi. Thiên tử, bản đạo tổ xem kịch đi. Lý Huyền phất phất tay, bước ra một bước, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thần vực cùng đạo vực biến động, thiên tử tự nhiên là cảm ứng được. Hắn dù sao cũng là thiên địa linh, cho dù bị khóa, cũng có thể phát giác được thiên địa một chút biến hóa. Có lẽ có thể để ta thực lực có tăng lên thêm một bước. Lý Huyền trong lòng âm thầm kích động, không có cái gì, so thực lực tăng lên càng sảng khoái. Thần vực biến hóa, Lý Huyền đều chẳng muốn quan tâm. Tại đại hoang chỉ điểm lấy thiên tử hóa thành thiên đạo, làm sao làm tốt thiên đạo, làm sao thiết lập thiên đạo quy tắc. Cái này quy tắc đã là thiên địa vận hành căn bản, cũng là thiên đạo cường đại vị trí, đồng dạng cũng phải có thái thượng chí công căn bản nguyên tắc, thiên địa vạn vật sinh linh đều không nghiêng lệch. Đương nhiên, thiên tử cái này thiên đạo chung quy là có yêu thích vị trí, bởi vậy thiên đạo quy tắc cũng sẽ đối hắn tự thân tiến hành một chút trói buộc, mà sẽ không lung tung mà làm. Một khi vượt qua quy tắc mà đi thì sẽ phải chịu tỉnh táo. Bất quá, một khi thiên đạo quy tắc thiết lập, thiên tử bản nguyên ý thức có thể thoát ly thiên đạo quy tắc bên ngoài, mà quy tắc tự mình vận chuyển, như vậy không có thiên tử bản nguyên ý thức ảnh hưởng, thiên đạo quy tắc tự nhiên sẽ chí công. Nhưng đây cũng không phải là mang ý nghĩa thiên tử đã thoát ly thiên đạo, cũng không phải là không cách nào khống chế thiên đạo quy tắc, mà là bản nguyên ý thức lấy một loại không can thiệp thiên đạo quy tắc trạng thái tồn tại. Lúc cần thiết, thiên tử cũng là có thể trực tiếp khống chế thiên đạo quy tắc mà đi, ví dụ như ứng đối đại địch, liền có thể chủ động khống chế thiên đạo quy tắc chi lực mà ứng đối. Lý Huyền như vậy chỉ điểm thiên tử, cũng là cân nhắc đến thiên tử gia hỏa này, thiếu niên tâm tính, dễ dàng toàn bằng yêu thích mà làm, như vậy liền rời bỏ thiên đạo vốn có khái niệm. Bản nguyên ý thức không can thiệp thiên đạo quy tắc, còn nếu là thiên tử muốn cho người nào đó cơ duyên, sử dụng chính là hắn tự thân thiên đạo chi lực, mà không phải là tại thiên đạo quy tắc phía dưới giao cho. Cả hai ở giữa, cuối cùng có chút khác biệt, kể từ đó, đã thăng bằng thiên đạo quy tắc chí công, cũng cho thiên tử trình độ nhất định tự do. Muốn trở thành thiên đạo cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho dù đại hoang không lớn, thiên tử lại là thiên địa linh, nhưng mà thiên đạo dù sao cũng là một cái mới nói. Bất quá vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần trở thành đại hoang thiên đạo, thiên tử liền bước ra trọng yếu một bước. Quen thuộc thiên đạo căn bản về sau, cũng liền có thể vì vận hành toàn bộ thiên địa làm chuẩn bị. Thời gian vội vàng, Lý Huyền đang vì thiên địa thiết lập thiên đạo mà mừng rỡ bên trong, chờ mong đại đạo kim thư phản hồi, đến mức thần vực thế cục, hắn đều chẳng muốn quan tâm. Một ngày này, Lý Huyền đứng tại xuyên qua mà đến thôn nhỏ bên trong, đã từng ốc xá, đã sớm bị dây leo bao trùm, gốc kia đại thụ dài đến càng thêm xanh tươi. Duyên, tuyệt không thể tả a. Vào giờ phút này, Lý Huyền đều nhịn không được cảm thán một tiếng, nếu không phải Hứa Viêm tìm cao nhân đến đây, lại tu luyện thành công hắn nói bừa công pháp, hắn hoặc là khốn thủ thôn nhỏ, cô độc sống quãng đời còn lại, hoặc là tìm cơ hội rời thôn, tiến về thị trấn nhỏ bên trong. Bởi vì Hứa Viêm đến, lại tu luyện thành công hắn nói bừa công pháp, cuối cùng đi lên cao nhân con đường, vì võ đạo đại nghiệp mà phấn đấu. Bây giờ, thiên địa này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, kỳ thật đều đã tại hắn khống chế bên trong, hắn là theo một ý nghĩa nào đó thiên địa chi chủ. Quá thương thiên trong đất, hắn vô địch, mà quá thương thiên, tại không lâu sau này, cũng sẽ biến thành đại hoang thiên địa. Đại hoang thiên đạo, chính là đạo thống của hắn, bản đạo tổ, vì truyền đạo mà đến. Lý Huyền nụ cười sán lạn, ngay tại lúc này, đại đạo kim thư lật ra, kim quang hiện lên mà ra. Mà còn, lần này kim quang hiện lên mà ra, giống như hóa thành một đầu màu vàng đại đạo. Lý Huyền mừng rỡ trong lòng, thiên đạo phản hồi tới, chợt, lại có chút nghi hoặc, thiên tử khoảng cách trở thành thiên đạo, còn kém một chút xíu đâu, chẳng lẽ đại đạo kim thư sẽ còn trước thời hạn phản hồi hay sao? Đồ đệ ngươi Hứa Viêm hàng một đầu chân long, ngươi thu hoạch được hàng long chi đạo. Hàng long, Lý Huyền người đều mộng, thần vực xảy ra chuyện gì? Bất quá trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý mà thôi, làm sao đại đồ đệ của mình đều hàng long? Từ đâu tới long? Hàng long trưởng a, vậy mà thật hàng long. Hứa Viêm bằng cái này hàng một đầu chân long, ta đại đồ đệ thật là được a. Lý Huyền trong lòng cảm thán một tiếng, ầm ầm, màu vàng như đại đạo quang mang trong nháy mắt quay quanh tại nguyên thần bên trên, từ từ biến mất tại hắn nguyên thần bên trong. Hàng long chi đạo, Lý Huyền giờ phút này ngay tại cảm ngộ hàng long chi đạo. Đây là nói chân chính trên ý nghĩa nói hàng long chi đạo, cùng hắn lúc trước chỗ trình bày hàng long lý niệm cùng một nhịp thở. Hàng long cũng ngự long, long chi đại đạo, hàng long a, thì ra là thế. Ta hiện tại chẳng những là yêu tổ, cũng muốn thành long tổ đi. Lý Huyền từ cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần, khóe miệng co quắp co lại, không nhịn được cảm thán một tiếng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía thần vực vị trí. Cái này xem xét,
mới phát hiện bất quá trong khoảng thời gian ngắn, thần vực đã long trời lở đất, tình thế đại biến. Đạo vực nào đó một giới, ngay tại rơi xuống, cùng thần vực liên kết, hóa thành thần vực cùng đạo vực ở giữa liên hệ một chỗ địa vực. Thiên sát ảnh thiên địa quy nhất, giờ khắc này ngay tại bắt đầu thi hành bên trong. Càng ngày càng có ý tứ, đây là tại mưu đoạt thiên địa chi chủ vị trí A, muốn nhờ vào đó, đột phá giới chủ ràng buộc, trở thành thiên địa chi chủ. Đáng tiếc, đường đi sai, cái khác thiên địa, có thể bằng đây, đoạt được thiên địa quyền hành, nhưng quá thương thiên không được. Quá thương, thật là khó lường. Giờ phút này, Lý Huyền cũng không thể không cảm thán, quá thương coi là thật không được. Không hổ là bảy đại thiên địa chủ đứng đầu, thực lực uy áp mặt khác sáu vị thiên địa chi chủ, mà mạnh như quá thương, vậy mà đều vẫn lạc. Không thay đổi chi địa bên trong cái kia một tòa thần điện cường giả, lại nên đáng sợ đến bực nào. Đồ đệ của ta Hàng Long A, cũng không biết, hàng một đầu cái gì long. Lý Huyền nụ cười sán lạn, lấy Hứa Viêm thực lực hôm nay, cho dù Hàng Long trưởng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là dĩ Hàng Long làm gốc ý, nhưng chân long quá mạnh lời nói, cũng là không cách nào hàng lại. Thiên hợp cảnh chân long sao? Lý Huyền đã có phỏng đoán, đây là một đầu ấu long A, còn chưa trưởng thành. Chân long, chính là lúc trước chân linh bên trong, đứng đầu nhất tồn tại, bên trong bảy đại thiên địa chi chủ, trong đó một vị chính là chân long, thống ngự một đám chân linh, trưởng thành chân long, không kém gì thần tôn võ giả. Hứa Viêm thực lực hôm nay, còn hàng không được trưởng thành chân long, cho nên hắn hàng chính là một đầu ấu long. Thiên sát ảnh ám toán ấu long, bối cảnh tất nhiên không đơn giản, đây là muốn dẫn long giới xuất thủ, mượn chân long khí, xung kích thần vực, tiến một bước làm cho đạo vực cùng thần vực liên thông, tạo thành theo một ý nghĩa nào đó thiên địa quy nhất, thậm chí ăn cắp một bộ phận long giới chân long khí, dẫn vào chính mình vị trí giới vực. Lý Huyền nháy mắt liền làm rõ, cái này phía sau mục đích, có ý tứ. Lý Huyền như có điều suy nghĩ, chân long giới chính là thiên địa đại biến phía trước, chuyển vào quá thương thiên. Cùng chân long cùng một chỗ chuyển nhập vào đến, còn lại đông đảo chân linh, bây giờ đều là phụ thuộc chân long giới. Đã từng chân long ở bên trong, đông đảo chân linh thiên địa, sợ rằng tại lúc trước trong trận chiến ấy tịch diệt, cho dù chưa từng tịch diệt, cũng tất nhiên rơi vào không hóa thần điện chi thủ. Chân linh thiên địa chi chủ, chỉ sợ cũng đã vẫn lạc. Thiên tử dù sao bị khóa ở thiên địa bên trong, đại chiến cụ thể tình hình, hắn là không biết, còn lại thiên địa kết quả làm sao, hắn cũng không biết. Ngẩng đầu nhìn một cái thiên tử, bất quá mấy ngày, hắn liền muốn lột xác thành thiên đạo. Đại hoang, cũng đem chân chính bắt đầu quật khởi. Thiên tử, bản đạo tổ xem kịch đi. Lý Huyền phất phất tay, bước ra một bước, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thần vực cùng đạo vực biến động, thiên tử tự nhiên là cảm ứng được. Hắn dù sao cũng là thiên địa linh, cho dù bị khóa, cũng có thể phát giác được thiên địa một chút biến hóa. Tự do thật tốt, thực lực cường đại thật tốt. Thiên tử đầy mặt vẻ hâm mộ. Ta nếu có đạo tổ tiền bối một nửa thực lực, làm sao đến mức thê thảm như thế, không biết sẽ có bao nhiêu tiêu sái. Chợt, lại chấn phấn. Bất quá, chỉ cần ta biến thành thiên đạo, vận chuyển toàn bộ thiên địa, như vậy toàn bộ thiên địa đều là thân thể của ta. Mặc dù thân thể của ta lớn một điểm, nhưng cũng có thể chạy khắp nơi à. Ta một cái thiên đạo, khắp nơi dạo chơi, cũng rất hợp lý à. Thiên tử càng nghĩ càng là hưng phấn. Những này đều là đạo tổ tiền bối nói, hắn cảm thấy rất có đạo lý, cho nên trở thành thiên đạo mới là lựa chọn duy nhất của hắn. Chỉ có trở thành thiên đạo mới có thể thoải mái hơn. Muốn mạnh lên, căn bản không cần chính mình cố gắng, để thiên địa bên trong sinh linh cố gắng là được rồi. Thiên ngoại không thay đổi, dài đằng đẵng không bờ bến. Cái này thiên địa tại không thay đổi trong đất, quá mức nhỏ bé. Thái thương du lịch không thay đổi, ta mang theo toàn bộ thiên địa, du lịch không thay đổi. Càng có thiên địa sinh linh, tại không thay đổi trong đất, khắp nơi vơ vét bảo vật tu luyện. Bọn họ cường đại, ta liền càng cường đại. Không hóa thần điện, hừ hừ, đều chờ đó cho ta, để các ngươi nhìn qua, hôm nay đạo lợi hại. Thiên tử đối tương lai tràn đầy chờ mong. Hắc hắc, những tên kia, dùng sức giày vò a, thật sự cho rằng có khả năng thu hoạch được thiên địa quyền hành. Hỏi qua ta thiên địa này linh không, là ta cái này thiên đạo sao? Sẽ có một ngày, để ngươi nếm thử thiên đạo chi uy, phải hiểu được kính sợ thiên đạo, giống như lúc trước kính sợ thái thương, không, muốn vượt qua đối thái thương kính sợ. Thiên tử đắc ý ước mơ lấy, trở thành thiên đạo về sau, để những tên kia nếm thử thiên đạo chi uy. Lý Huyền một bước ở giữa, đã về tới thanh hoa cảnh. Thần vực, thật là đủ dung chuyển. Trở lại thần vực, Lý Huyền lại nhịn không được cảm thán không thôi. Có dã tâm gia hỏa còn không ít đây. Lý Huyền vui vẻ. Thiên tử, chính là thái thương thiên địa chi linh, mà hắn trở thành thiên đạo, mới sẽ không bị thiên địa bản nguyên bài xích. Có thể vô cùng thuận lợi, mà những giới chủ kia, mưu toan ngấp nghé thiên địa quyền hành, thuần túy là si tâm vọng tưởng. Thần vực, từ khi chân long rơi xuống, tàn phá bừa bãi bốn phương về sau, các đại thế lực cường giả
cũng bắt đầu tập hợp thái hợp cảnh. Cái này chân long nên là vị thành niên chân long, thực lực có hạn, chúng ta liên thủ nên có cơ hội có thể trấn áp. Không sai, vận dụng rất nhiều thần khí, bố trí phục sát đại trận, trấn áp cái này chân long, vấn đề không lớn. Một đám thần vực cường giả tại thái hợp trên thần điện đấu trí ngang nhiên nói, chư vị quả thật có cái này lòng tin. Thái hợp tông chủ vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, vị thành niên chân long lại mất đi lý trí, tập ta thần vực lực lượng, chẳng lẽ còn không cách nào trấn áp? Mạnh Sung cùng Khương Bất Bình, thực lực mạnh, cũng không phải là bình thường bất hủ thiên tôn có thể so sánh, nếu là hai bọn họ có khả năng tham dự vào. Không được, mới vừa có người đề nghị để Mạnh Sung cùng Khương Bất Bình tham dự vào, lập tức liền bị phản đối. Chúng cường giả tâm tư, lẫn nhau đều có chút ăn ý. Chân Long A, mà lại là vị thành niên Chân Long, nếu là có thể trấn áp, chẳng lẽ không phải có thể từ trong thu hoạch được một chút cơ duyên? Trải qua một phen bàn bạc về sau, Thái Hợp Cảnh, Đại Viêm Cảnh, Thái Côn Cảnh, Thái Miểu Cảnh, Bách Chiến Đường, Vạn Bảo Minh rất nhiều thế lực lớn chúng cường giả, lại tập hợp các cảnh bất hủ thiên tôn, hợp thành Chấn Long Liên Minh. Việc này không nên chậm trễ, các đại thế lực nhộn nhịp vận dụng một chút nội tình, đông đảo bất hủ thiên tôn trùng trùng điệp điệp tiến về Chân Long tàn phá bừa bãi chi địa, chuẩn bị phục sát. Thái Hợp Thần Điện bên trong, Thái Hợp Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thiên Sát Địa Ảnh lá gan quá lớn, vậy mà ám toán Chân Long rơi xuống thần vực, bọn họ muốn làm gì, bốc lên cùng Chân Long chi chiến sao? Tông chủ, việc này không thể coi thường, đã không phải là chúng ta có thể giải quyết, mở ra đạo vực thang trời đi. Thái Hợp Tông đại trưởng lão trầm giọng nói, đang có ý này, nhưng thang trời mở ra, cần một chút thời gian. Thái Hợp Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, hy vọng bọn họ có khả năng ngăn cản Chân Long một chút thời gian, có khả năng tranh thủ ra mở ra thang trời thời gian. Thái Hợp Tông đại trưởng lão thở dài nói, các đại thế lực vận dụng một chút nội tình, lại tập hợp các cảnh bất hủ thiên tôn, tạo thành liên minh tiến về trấn áp Chân Long, cái này phía sau chính là Thái Hợp Tông ở sau lưng thúc đẩy. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì trì hoãn Chân Long tàn phá bừa bãi đến thái hợp cảnh thời gian, có thể thuận lợi mở ra thang trời, rơi xuống thần vực Chân Long. Dù chưa trưởng thành, nhưng cũng có thiên hợp cảnh chi uy, há lại một đám bất hủ thiên tôn liên thủ có thể chống cự. Chân Long sinh mà có lớn lao chi uy, khuấy động mây gió đất trời, long khí khuấy động thiên địa, có thể thi triển ra cường đại Chân Long chi thuật, chuẩn bị mở ra hòn đảo thang trời đi. Thái Hợp Tông chủ trầm giọng nói, việc này đã không phải là bọn họ có thể giải quyết, chỉ có xin chỉ thị vực Thượng Tông. Không biết Thượng Tông các đại nhân có biết hay không Thiên Sát Địa Ảnh ám toán Chân Long sự tình. Thái Hợp Tông chủ trong lòng thở dài, hiện nay tình hình tựa hồ Thiên Sát Địa Ảnh mưu đồ vượt ra khỏi Thượng Tông các đại nhân khống chế. Thái Hợp Cảnh xôn xao, tụ đến cường giả lại lần nữa ma quyền sát trưởng rời đi, chuẩn bị tham dự trấn áp Chân Long chi chiến. Mạnh Sung cùng Khương Bất Bình cũng đi tới Thái Hợp Cảnh, nhìn qua đầy mặt kích động các cảnh mà đến cường giả, trong lúc nhất thời đều có chút im lặng. Bọn họ sẽ không thiên chân cho rằng có thể bằng nhân số ưu thế trấn áp Chân Long à? Khương Bất Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, mà còn hắn cùng nhị sư huynh cường đại như thế hai cường giả, vậy mà không người tìm bọn hắn xuất thủ. Chuyện này liền có vẻ hơi không tầm thường. Mạnh Sung khẽ cười một tiếng nói, thông tin truyền đến, đó là vị thành niên Chân Long. Tất nhiên vị thành niên mà còn mất lý trí, liền mang ý nghĩa tồn tại bị săn giết khả năng. Chân Long A, đây chính là đại cơ duyên, có thể là chí bảo. Chính vì vậy, bọn họ mới sẽ cho rằng chính mình có thể trấn áp Chân Long. Khương Bất Bình bừng tỉnh, khó trách không tìm hắn cùng nhị sư huynh xuất thủ. Nguyên lai là sợ hai người dựa vào thực lực cường đại độc chiếm săn giết Chân Long, hoặc là trực tiếp phân đi hơn phân nửa. Mà còn cái này phía sau cũng có đại cảnh tại đầu độc còn lại bất hủ thiên tôn nguyên nhân. Mạnh Sung nhìn qua đưa tin phù, đó là Chu Thanh Xương nói cho hắn biết bí ẩn. Giống Vương Triều Đại Viêm dạng này thế lực, tự nhiên biết bằng bất hủ thiên tôn là không cách nào trấn áp Chân Long, bất quá lại cần ngăn trở một cái Chân Long tàn phá bừa bãi tốc độ, vì vậy mới có lần này hành động. Ngũ sư đệ, ngươi cảm thấy Thiên Sát Địa Ảnh dẫn Chân Long rơi xuống thần vực vẻn vẹn vì làm loạn thần vực? Mạnh Sung trầm ngâm nói, Thiên Sát Địa Ảnh cấu kết thiên ngoại cường giả đã là chứng cứ vô cùng xác thực, mà còn hắn mục đích là vì thiên địa quy nhất. Chân Long rơi xuống thần vực bất quá là trong đó một vòng mà thôi, bước kế tiếp chẳng lẽ là dẫn thiên ngoại cường giả đi vào? Khương Bất Bình cũng có chút nghi hoặc, đi xem một chút những người này làm sao săn giết Chân Long. Mạnh Sung tới hào hứng, nhị sư huynh, chúng ta muốn xuất thủ sao? Xem một chút đi, nếu là có thể cùng Chân Long đọ sức một trận cũng không phải không thể, nhưng lấy ngươi ta thực lực hôm nay sợ rằng còn không phải cái này một đầu Chân Long đối thủ. Đại sư huynh sắp từ Bích Hải cảnh chạy đến, lại nhìn đại sư huynh có thể hay không hàng long đi. Mạnh Sung cùng Khương Bất Bình hai người đang chuẩn bị rời đi Thái Hợp Cảnh,
tiến đến nhìn các đại thế lực cường giả phục sát chân long. Kết quả, nửa đường gặp phải tìm tới Vũ Thiên Nam. Vũ viện trưởng, ngươi đây là? Mạnh Sung kinh ngạc hỏi. Thái hợp cảnh, có thể muốn ra đại sự gì? Ta cái này miếng lệnh bài, đột nhiên có một chút cảm ứng, tựa hồ là một loại tiếp dẫn, hoặc là thu hoạch được một loại nào đó tư cách, có thể tiến về nơi nào đó, nhưng ta không biết, đây là phúc là họa. Trong tay Vũ Thiên Nam xuất hiện một cái lệnh bài. Giờ phút này, cái này miếng lệnh bài hiện ra quang mang nhàn nhạt. Vũ viện trưởng, ngươi cái này miếng lệnh bài từ đâu tới? Mạnh Sung kinh ngạc không thôi, một vị tiền bối đưa tặng, hắn từng nói qua, đi tới thái hợp cảnh liền sẽ biết mặt này lệnh bài tác dụng. Vũ Thiên Nam đem lúc trước gặp phải Tiêu lão đầu sự tình nói ra. Đã như vậy, ta liền cùng Vũ viện trưởng đi một chuyến. Mạnh Sung nhẹ gật đầu, hắn đối cái này miếng lệnh bài cũng là rất hiếu kỳ. Vì vậy, ba người lần theo lệnh bài chỉ dẫn, một đường tiến lên, vậy mà đi tới Thái Hợp Tông nào đó một chỗ. Đây là một tòa đài cao, toàn thân màu xanh nhạt, không biết là loại nào vật liệu đá đắp lên mà thành. Giờ phút này trên đài cao, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Dưới đài cao, Thái Hợp Tông chủ đám người, riêng phần mình cầm trong tay một kiện thần khí, cắm ở trên đài cao, thần hồn lực lượng không ngừng xuyên thấu qua thần khí, tràn vào đài cao, ầm ầm, đài cao bên trên nổi lên gợn sóng, càng ngày càng kịch liệt, mà còn gợn sóng dập dờn ở giữa, phảng phất có một đầu bậc thang từ thiên khung rủ xuống mà đến. Mạnh Sung ba người xuất hiện, đưa tới Thái Hợp Tông chủ đám người chú ý, bọn họ không nhịn được trong lòng run lên, cảnh giác. Đây là cái gì? Vũ Thiên Nam một mặt kinh ngạc, trên lệnh bài truyền đến tiếp dẫn lực lượng chính là đến từ cái kia một đầu như ẩn như hiện trên bậc thang, cùng loại linh vực thần kiều thông đạo. Mạnh Sung lạnh nhạt nói. Ba người cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên, không có nhúng tay, cũng không có can thiệp, chờ đợi nấc thang tạo thành. Giờ phút này, Mạnh Sung cùng Khương Bất Bình cũng tại đưa tin bên trong, hiểu rõ đầu này bậc thang đến tột cùng là cái gì. Đạo vực thang trời sao, thì ra là thế. Mạnh Sung lập tức mong đợi. Bây giờ, hắn tại thần vực đã gần như vô địch. Đạo vực thang trời giáng lâm, cũng nên đi đạo vực sông sáo một phen. Ầm ầm, đạo vực thang trời càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí thang trời phần cuối đã có khí tức cường đại khuấy động, mà còn không chỉ một đạo. Hiển nhiên, Thái Hợp Tông những này thế lực lớn chỗ dựa đều đã được đến chân long tin tức, ngay tại chuẩn bị từ đạo vực thang trời chân thân giáng lâm thần vực. Cùng lúc đó, thần vực một chỗ, ngao, chân long gào thét, băng hàn thấu xương, phạm vi ngàn dặm chi địa đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, phảng phất bị thật dày băng tuyết bao trùm. Nhưng những này băng tuyết phảng phất ẩn chứa một loại nào đó uy áp. Ngọc trắng hoàn mỹ chân long xoay quanh giữa không trung, đỏ tươi hai mắt nhìn xuống bốn phía, đã ở vào bạo ngược trạng thái, đứng sừng sững thiên địa cột sáng, giống như từng đạo xiềng xích phong tỏa thiên địa, cũng phong tỏa hướng ngọc tuyết chân long. Mỗi một cái xiềng xích phía sau đều là hơn trăm tên bất hủ thiên tôn. Tham dự vào bất hủ thiên tôn thực sự là quá yếu, mà còn gần như là thần vực một nửa trở lên bất hủ thiên tôn. Nơi đây tập hợp ít nhất một nửa trở lên thần vực lực lượng, nếu là như vậy đều không thể hàng phục chân long, cái kia mang ý nghĩa thần vực lại không sức chống cự. Chân long xoay quanh quanh người, băng tuyết bao phủ, mà những này băng tuyết đều tại hiện ra lôi quang, ẩn chứa lực lượng cường đại, xoay quanh ở giữa, giữa thiên địa dũng động một cỗ khí tức, cỗ kia khí phảng phất ngưng tụ thành hình rồng, thiên địa tại gào thét, thật lớn long uy trấn áp sinh linh. Một đám bất hủ thiên tôn giờ phút này đều cảm nhận được uy thế kinh khủng, tâm thần hiện ra ngay tại đối mặt lớn lao kinh khủng cảm xúc, mạnh như bọn họ vậy mà đều không cách nào đè xuống tâm thần sợ hãi cảm xúc. Rầm rầm, từng đạo xiềng xích tại đông đảo bất hủ thiên tôn ra chỉ phía dưới, giống như một cái lưới lớn không ngừng thu nạp, muốn đem chân long gò bó ở bên trong. Mắt thấy xiềng xích lưới lớn càng co càng nhỏ lại, phảng phất sắp thành công trói buộc chặt chân long, chúng bất hủ thiên tôn trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động. Một chỗ giữa không trung, Tiêu lão đầu yên lặng nhìn chăm chú lên. Thần vực đại kiếp a, lập tức sẽ chớt đi một nửa bất hủ thiên tôn, một ít người thật là điên rồi. Tiêu lão đầu lắc đầu tự nói, nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu, lại nhìn bọn họ làm sao giày vò đi. Tiêu lão đầu không có chút nào ý tứ nhúng tay, ngao, xiềng xích hóa thành lưới lớn, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tới gần chân long. Vào thời khắc này, chân long phát ra phẫn nộ đến cực điểm gào thét, phảng phất cái này một tấm võng lớn khơi gợi lên một số hồi ức. Oanh, trong chớp nhoáng này, chân long thân thể lại lần nữa biến lớn một vòng. Một cỗ màu trắng băng hàn long khí bao phủ tại chân long quanh người, bầu trời trong một chớp mắt, mây đen áp đỉnh, lôi đỉnh chớp động, băng tuyết cùng lôi đỉnh lấp lánh, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, phảng phất có đại khủng bố nổi lên. Một đám bất hủ thiên tôn theo bản năng tim gan đều run rẩy một cái. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ đã không có lùi bước khả năng,
nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn lực ứng phó, thắng bại liền tại lúc này. Đến từ đại cảnh cường giả, trầm giọng quát, oanh, một đám bất hủ thiên tôn, toàn lực bộc phát khí thế. Ngươi, bọn họ, đều, cho, ta, chết. Liền tại lúc này, chân long hai mắt, càng ngày càng đỏ tươi, bạo ngược khí tức càng ngày càng mãnh liệt, gần từng chữ phun ra, ngao, kèm theo một tiếng long ngâm. Chân long móng vuốt tìm tòi, băng hàn lôi đỉnh, giống như xé rách giữa không trung, nháy mắt liền đem trong đó một đầu xiềng xích đứt đoạn, chợt, mở ra miệng rồng. Một cỗ băng hàn quang mang, tại miệng rồng bên trong hiện lên, thiên địa linh khí, thay đổi đến cuồng bạo lên, trên trời mây đen, xoay tròn như vòng xoáy, lại không ngừng chìm xuống. Mây đen ngập đầu, lôi đỉnh cuồng bạo, băng hàn thấu xương, từng mảnh bông tuyết lôi đỉnh, mang theo băng hàn lực lượng, từ mây đen bên trên bay là tả mà xuống, giống như diệt thế đại tai. Một đám bất hủ thiên tôn, giờ phút này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tâm thần hiện ra không cách nào áp chế bối rối cảm xúc, đại nạn lâm đầu cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Bông tuyết lôi đỉnh, vậy mà ẩn chứa một cỗ kinh khủng băng hàn lực lượng. Đây là một đầu cái gì chân long? Chân long chi thuật, đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Mà đại cảnh cường giả bên trong, có mấy người lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền bắt đầu lui lại, tiếp lấy trốn chạy mà đi. Kèm theo một tiếng nổi giận long ngâm, phiến thiên địa này đã bị mây đen bao trùm, một đạo màu trắng băng hàn chi khí, tòng long miệng phun ra. Đầy trời đều là quang mang chói mắt, chiến trường vị trí đã bị băng hàn bao trùm, phảng phất thiên địa đều đã bị băng hàn đông kết vỡ vụn. Mau trốn, một tiếng thanh âm hoảng sợ vang lên. Chợt, chính là kịch liệt hơn thiên địa rung chuyển, chân long gào thét, mây đen cuồn cuộn, lôi đình nổ vang, băng hàn trăm dặm, tất cả đều tại long uy phía dưới vỡ vụn, trăm dặm xung quanh, sinh cơ tận không có, chỉ có nổi giận chân long, xoay quanh giữa không trung, chợt, hướng về một phương hướng nào đó giết tới, xa xôi chi địa, một chút không có tham dự trấn áp chân long bất hủ thiên tôn, giờ phút này toàn thân đều đang phát run, chân long chi uy, khủng bố như vậy, thần vực, sắp xong rồi à, đầu này chân long, hiển nhiên đã không kiểm soát, mà còn trải qua trận này, càng nổi giận hơn, càng tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Nếu là không có chí cường giả đến hàng phục đầu này chân long, bọn họ những này bất hủ thiên tôn đều sẽ bị chân long tiêu diệt. Thần vực, chắc chắn tại chân long đại kiếp, tổn thất nặng nề, cường giả vẫn lạc hầu như không còn. Tham dự vây giết chân long bất hủ thiên tôn, trừ các đại cảnh mấy tên cường giả, trước thời hạn lặng yên bỏ chạy, có thể sống sót bên ngoài, còn lại bất hủ thiên tôn, toàn quân bị diệt. Thông tin truyền ra, thần vực chấn động, vô số cường giả hoảng loạn, dù cho là các đại cảnh thế lực, cũng là cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đáng sợ hơn chính là, theo thần vực cường giả vẫn lạc đông đảo, các nơi thiên quật, tại cái này một khắc toàn bộ đều bạo phát, hướng thần vực phát động tiến công. Minh ngục huyết tử, vu ma, bất hóa chân linh chờ, đã tuôn ra thần vực, chế tạo cực lớn dung chuyển. Trong lúc nhất thời, thần vực tiến vào chân chính đại kiếp, cứ như vậy bị diệt sát a. Thái hợp cảnh, Mạnh Sung cùng Khương Bất Bình đều líu lưỡi không thôi. Cái này chân long thực lực, quả thật vô cùng cường đại, dù cho hai người liên thủ cũng không địch lại a. Mà từ hiện có tin tức đến xem, đầu này chân long dĩ nhiên rất mạnh, bất quá hai người gặp phải bên trên, cũng là không đến mức không có trốn chạy lực lượng. Ầm ầm, thiên khung bên trên bậc thang, càng ngày càng rõ ràng, Thái Hợp Tông chủ đám người, cái trán đều là mồ hôi, mà giờ khắc này, Thái Hợp Tông bên trong lại chạy đến mười mấy tên trưởng lão, gia nhập mở ra thang trời bên trong. Những trưởng lão này đều là tại bế quan khổ tu, bây giờ nguy cơ tới gần, chỉ có thể xuất quan. Địa Vân Cảnh, Thiên Thập Thất cùng còn lại 4 tên thiên sát thành viên, toàn bộ đều nhìn về thiên khung, từ giờ phút này có thể nhìn thấy, xa xôi trên bầu trời, nhộn nhạo lên gợn sóng. Một đoàn quang hoa ngay tại nổi lên, đó chính là đạo vực thang trời mở ra dấu hiệu, nhanh, đều chuẩn bị kỹ càng. Thiên Thập Thất trầm giọng nói, yên tâm đi, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Vân Thiên Quật, nặng nề mây mù, ngay tại xoay tròn lấy, thiên địa linh khí hút vào thiên quật, liền thiên địa pháp tắc, giờ khắc này đều như ẩn như hiện. Theo mây mù bị hút vào thiên quật, giờ phút này nếu là từ trên trời quan sát mà xuống, liền sẽ phát hiện, địa vân cảnh trung ương chi địa, xuất hiện một cái to lớn màu đen hang động. Đây là một cái to lớn vô cùng thiên quật, mà còn thiên quật bên trong, tích góp khí tức cường đại, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra, xông thẳng tới chân trời. Một tầng nhàn nhạt ánh sáng, bao trùm tại trên thiên quật, đem thiên quật bên trong tích góp các loại lực lượng, đều phong tỏa ngăn cản, sẽ không tiết lộ tí nào. Mau trốn, thần vực một chỗ, một tòa thành lớn phía trước, một tên bất hủ thiên tôn, nhìn thấy nơi xa cuồn cuộn huyết quang, dọa đến sắc mặt đại biến, điên cuồng giống lên. Kinh lịch chân long đại kiếp, thần vực thực lực đại giảm, đã không có đủ thực lực đến trấn áp thiên quật. Mà còn, những cái này thiên ngoại địch, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, sẽ chờ giờ khắc này đây. Thanh Hoa Cảnh,
nguyên bản bình tĩnh thiên quật cũng xuất hiện rung chuyển. Nhưng bất luận là đại nhạc thiên quật hoặc là cái khác ba đại thiên quật đều bị Tố Linh Tú biến thành thiên địa thần lô, mà Thanh Hoa cảnh lại bố trí Thanh Hoa đại trận. Bởi vậy Minh Ngục võ giả mới vừa đặt chân thiên quật liền bị trấn áp xuống. Huống hồ bây giờ Thanh Hoa cảnh không chút nào khoa trương, thực lực có thể nói thần vực đệ nhất. Dù sao đại nhạc hoàng ba người đã là thiên hợp cảnh võ giả, trừ nội tình không bằng đại cảnh bên ngoài, mà còn cũng không có đạo vực thượng tông làm chỗ dựa, vẻn vẹn lấy thần vực thực lực mà nói, Thanh Hoa tông đã là đệ nhất. Thanh Hoa cảnh không thích hợp. Đại nhạc thiên quật bên trong có lẩm bẩm âm thanh từ thiên ngoại truyền đến, nguyên bản chuẩn bị xâm nhập Thanh Hoa cảnh, kết quả phát hiện sau khi tiến vào liền chết à. Vì thế ném đưa số lớn minh ngục hung thú tiến vào, kết quả đám hung thú này tiến vào tất cả đều bị luyện hóa thành huyết châu. Thanh Hoa cảnh y nguyên bình tĩnh không lay động, thậm chí tận lực thả ra một số thiên quật để minh ngục huyết tử, huyết đồ, minh ngục hung thú tiến vào, dùng cái này dùng để ma luyện tông môn đệ tử, đem những này thiên quật trở thành ma luyện chi địa. Cùng Thanh Hoa cảnh liền nhau Cửu Sơn cảnh đã là yêu tộc địa bàn, theo Xích Miêu sáng lập yêu tộc, triệu tập thần vực linh thú về sau, tự nhiên cũng có bất hủ cảnh linh thú trước đến. Đến mức ban đầu mục đích của bọn hắn có hay không không có ý tốt, cái này đều không trọng yếu. Bây giờ toàn bộ đều thần phục tại Xích Miêu yêu vương chi uy bên dưới, bị triệt để khống chế, trở thành thần vực yêu tộc bên trong một thành viên thủ lĩnh. Hôm nay ta yêu tộc Dương Oai thời điểm đến cũng là vì yêu tộc góp nhặt bảo vật thời điểm nuốt phệ minh ngục huyết khí, cường đại ta yêu tộc thân thể. Xích Miêu ngạo nghễ mà đứng, cầm trong tay đại đao, hắn đã truyền xuống yêu tộc chi pháp. Bây giờ những linh thú này đều có thoát ly huyết mạch ràng buộc, giống như võ giả đồng dạng không ngừng tu luyện tăng lên cơ hội. Đối với lớn yêu vương tự nhiên là vô cùng tin phục. Ầm ầm, yêu tộc đại quân xuất động, mà còn những đại quân này vậy mà xếp đại trận, bạo phát ra vô cùng cường đại thực lực. Xích Miêu đối với cái này phi thường hài lòng, đây chính là hắn vất vả bồi dưỡng ra được. Đương nhiên Ngọc Tiểu Long cùng Tiểu Cáp cũng là cũng có khổ lao. Yêu tộc chiến trận chính là nó từ Phương Hạo trong tay làm ra, trải qua hắn tỉ mỉ lĩnh hội điều chỉnh về sau càng thích hợp yêu tộc tác chiến tác dụng. Đại Cái Sơn, Vạn Thiên Lân cảm thán không thôi. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Sơn cảnh đã đổi chủ nhân. Dù cho là Đại Cái Sơn nhìn như thuộc về Vạn Gia thống ngự, thuộc về nhân tộc địa bàn, kỳ thực bất quá là một cái giao lưu giao dịch liên lạc chi địa mà thôi. Cửu Sơn cảnh đại loạn không đáng để lo, Chân Long quá mạnh, đợi ta Xích Miêu mạnh lên về sau liền không sợ cái gì kia Chân Long. Xích Miêu trong xương là kiêu ngạo, Ngọc Tiểu Long nhưng là một mặt hướng về, dù sao nó là dao, nếu là có thể lột xác thành Chân Long thực lực sẽ càng mạnh. Đại Vương, cái kia Chân Long cùng chúng ta cũng là đồng nguyên, ngày khác nhất định muốn thu phục bọn họ đưa vào ta yêu tộc trận doanh, ta nguyện vì Đại Vương thống ngự Chân Long yêu tộc. Ngọc Tiểu Long vuốt mông ngựa nói. Xích Miêu liếc nó một cái, vội ho một tiếng nói, mặc dù ta biết ngươi rất muốn lột xác thành Chân Long, nhưng ta hiện tại thật không giúp được ngươi, bất quá ngươi có thể tìm một tìm ngươi chủ nhân, ta yêu tộc chí tôn. Ngọc Tiểu Long khẽ giật mình, tìm Hứa Viêm. Nó đột nhiên nhớ tới, lúc trước gặp phải Hứa Viêm lúc, liền bị hắn thi triển Long uy cho trấn áp. Ngươi nói là, ta yêu tộc chí tôn, chủ nhân ta kiếm thần Hứa Viêm, có thể vì ta làm ra Chân Long tinh huyết. Ngọc Tiểu Long kích động mà hỏi, có lẽ có thể chứ, dù sao, hắn có một môn Hàng Long trưởng, Hàng Long dùng. Xích Miêu cũng không lớn xác định nói, dù sao đây chính là Chân Long vô cùng cường đại, một trận chiến liền diệt sát thần vực một nửa cường giả. Thái Miểu cảnh chính là thần vực đại cảnh một trong, Thái Miểu thần tông chính là thần vực thế lực lớn, truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu. Nhưng mà theo Chân Long họa không ngừng lan tràn, giờ phút này Chân Long đang theo Thái Miểu cảnh mà đến, một khi Chân Long tiến vào Thái Miểu cảnh, cho dù Thái Miểu thần tông cũng không chống đỡ được. Giờ phút này Thái Miểu thần tông trên đại điện, một đám Thái Miểu thần tông cường giả tập hợp, tránh một chút a, đi Thái Hợp cảnh. Thái Miểu thần tông tông chủ thở dài bất đắc dĩ nói, Thái Hợp tông hiện đang tại mở ra đạo vực thang trời, Chân Long sự tình tự nhiên sẽ có đạo vực xử lý, trừ bất hủ cảnh bên ngoài còn lại võ giả đều canh giữ ở tông môn. Từ trước mắt tình hình đến xem, Chân Long chỉ truy sát bất hủ cảnh, chúng ta rời đi Thái Miểu cảnh, Chân Long tự nhiên sẽ không tại Thái Miểu cảnh tàn phá bừa bãi quá lâu. Thái Miểu tông chủ thần sắc mặt ngưng trọng nói. Ngay tại lúc này, một bóng người xinh đẹp đi đến, nàng trong lúc hành tẩu, quanh người vị trí hoàn cảnh, giống như mộng ảo, cũng thật cũng giả, không cách nào phân rõ. Tân Mộng Nhu, thời khắc này Tân Mộng Nhu đã đột phá bất hủ cảnh. Mộng Nhu, ngươi đột phá? Thái Miểu tông chủ kinh ngạc nói. Đúng thế, Tân Mộng Nhu gật đầu. Theo nàng đột phá, từ nay về sau, nàng chính là Thái Miểu thần tông, mộng ảo đạo chấp trưởng giả. Chân Long đại kiếp đã gần đến,
chúng ta đều cần tạm thời tránh mũi nhọn, lại đi Thái Hợp Cảnh tránh một chút đi. Thái Miểu Tông Chủ mở miệng nói ra, được, Tân Mộng Nhu tự nhiên không có ý kiến. Kết quả là, Thái Miểu Thần Tông Cường Giả chuẩn bị rời đi Thái Miểu Cảnh, tiến về Thái Hợp Cảnh tạm lánh chờ đợi đạo vực thang trời mở ra. Tổ sư bà, tổ nãi nãi, ngươi đột phá. Vân Miểu Miểu cùng Đỗ Ngọc Anh mừng rỡ không thôi nói, các ngươi cũng tranh thủ, sớm ngày đột phá bất hủ cảnh a, Hứa Viêm tiểu tử kia, càng ngày càng mạnh. Tân Mộng Nhu cảm thán một tiếng nói, Vân Miểu Miểu cùng Đỗ Ngọc Anh không nhịn được nghiêm sắc mặt, trịnh trọng gật đầu, đi thôi, đi Thái Hợp Cảnh tránh một chút, mặc dù các ngươi có tiền bối ngọc phù, nhưng cũng không thể chủ quan, Chân Long chi kiếp phía sau, không hề đơn giản, tận lực không muốn cho tiền bối gây phiền toái đi. Tân Mộng Nhu nhắc nhở, tất cả tuân theo tổ nãi nãi, tổ sư bà phân phó làm việc. Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu gật đầu. Thái Miểu Thần Tông một đám cường giả, lúc này lên đường chuẩn bị tiến về Thái Hợp Cảnh. Nhưng mà, còn chưa đến cảnh môn, Chân Long đã giáng lâm Thái Miểu Cảnh. Tốc độ nhanh chóng, vượt quá dự liệu, không tốt, nhanh vượt qua hoang dã mà đi. Thái Miểu Thần Tông đám người thần sắc đại biến, lấy Chân Long tốc độ, sợ rằng mục tiêu cũng là tiến về Thái Hợp Cảnh. Thái Miểu Thần Tông chúng cường giả, điên cuồng trốn chạy mà đi. Tân Mộng Nhu mang theo Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu hai người cùng một chỗ trốn chạy, tốc độ không thể so với còn lại cường giả chậm. Còn chưa vượt qua hoang dã, sau lưng một cỗ nghiêm nghị chi uy đã khuấy động mà đến. Thái Miểu Tông chúng cường giả quay đầu nhìn lại, tất cả đều thần sắc đại biến. Mây đen cuồn cuộn, lôi quang lấp lánh, một đầu ngọc bạch hoàn mỹ long ảnh tại mây đen bên trong như ẩn như hiện, cho dù cách xa xôi khoảng cách cũng cảm nhận được mây đen bên trong băng hàn. Bông tuyết tại Ô Vân Thượng bay là tả mà xuống, những nơi đi qua, đại địa bị đóng băng, cỏ cây hóa thành bột phấn, nghiễm nhiên một bộ diệt thế chi tượng, trốn không thoát. Thái Miểu Cảnh chúng cường giả sắc mặt trắng bệch, Chân Long rõ ràng chính là bay thẳng các nàng mà đến. Tại mây đen mỗ một bên, Tiêu lão đầu khoan thai cất bước mà đi, theo sát Chân Long mà đến, mà Chân Long nhưng là cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Giờ phút này, Tiêu lão đầu nhíu mày nhìn về phía trước Thái Miểu Tông chúng cường giả, chân mày hơi nhíu lại, không nhịn được trầm ngâm. Thái Miểu người, muốn hay không cứu đâu, nếu là cứu bọn họ, chẳng lẽ không phải bại lộ. Thái Miểu từ khi rơi vào mộng ảo nói cùng Chí Tôn đạo mâu thuẫn tâm kết bên trong, Thái Miểu giới đều chia hai phái, không ngừng xung đột. Một đoạn thời khắc, Tiêu lão đầu ánh mắt rơi vào trên người một người. A, nữ tử này mộng ảo đạo hữu chút đặc thù, mà còn tại sao lại có Thái Miểu bí thuật? Thái Miểu thân truyền nàng mộng ảo nói sao? Đã như vậy, vậy ta liền bảo vệ ba người các nàng đi. Giờ khắc này, Tiêu lão đầu làm ra quyết định, Thái Miểu Tông những người còn lại, chết cũng liền chết rồi, chính mình lại bảo vệ cái kia ba nữ chính là, tạm thời cho là xem tại Thái Miểu tình cảm bên trên, mà còn bảo vệ ba nữ cũng không đến mức sẽ bại lộ. Thái Miểu Tông chủ đám người như cũ tại điên cuồng trốn chạy, đến mức tách ra mà chạy, lấy Chân Long tốc độ cũng sẽ bị từng cái truy sát, chẳng bằng không thể trốn đi đâu được lúc liều chết một trận chiến, có thể sẽ có chút cơ hội. Tân Mộng Nhu cau mày chần chờ, muốn hay không vận dụng mộng ảo đạo bí thuật tạm thời mê huyễn Chân Long, tranh thủ ra trốn chạy thời cơ. Chỉ là nàng cũng không có niềm tin quá lớn có thể mê huyễn ở Chân Long, dù sao sau lưng Chân Long thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều. Đều chết! Chân Long bạo ngược âm thanh đã truyền vào lỗ tai, mây đen bao trùm mà đến, thiên địa thay đổi đến đen nhánh, băng hàn chi ý bao phủ, trốn không thoát, chuẩn bị một trận chiến đi. Thái Miểu Tông chủ thần sắc mặt ngưng trọng mà mang theo một chút tuyệt vọng. Chân Long còn chưa đến, long uy khuấy động thiên địa, phảng phất một ngọn núi đè ở trong lòng đồng dạng, khó chịu dị thường. Vân Miểu Miểu cùng Đỗ Ngọc Anh sắc mặt trắng bệch, hai nữ thực lực yếu nhất, cho dù có Tân Mộng Nhu che chở, nhưng mà đối mặt Chân Long chi uy, y nguyên cảm thấy sợ mất mật. Tổ sư bà, ta vận dụng tiền bối ngọc phù đi. Vân Miểu Miểu mở miệng nói. Tân Mộng Nhu đôi mi thanh tú nhăn lại, mặc dù nàng biết vị kia tiền bối vô cùng cường đại, nhưng mà Chân Long chi kiếp phía sau liên quan đến quá nhiều, nếu là liên lụy trong đó, phiền phức tất nhiên không ít. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là không muốn cho vị kia tiền bối gây phiền toái, sợ vì vậy mà để tiền bối hảo cảm với nàng giảm xuống. Ngươi nhưng muốn cân nhắc rõ ràng, một khi vận dụng ngọc phù, vô cùng có khả năng sẽ chấn sát đầu này Chân Long, mà phía sau Chân Long liên lụy quá nhiều, phiền phức không ít. Vì vị kia tiền bối trêu chọc to lớn như vậy phiền phức, các ngươi Hứa công tử sẽ hay không có chút bất mãn? Tân Mộng Nhu lời vừa nói ra, Vân Miểu Miểu cùng Đỗ Ngọc Anh lập tức liền chần chờ. Tân Mộng Nhu trong lòng cười khổ, chỉ cần liên lụy Hứa Viêm sự tình, hai cái này tiểu ni tử đều sẽ cẩn thận lại cẩn thận, sợ chọc cho Hứa Viêm có một tơ một hào bất mãn. Ngao, mây đen cuồn cuộn, lôi đình lấp lánh, băng hàn chi ý thấu xương, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Vân Miểu Miểu cùng Đỗ Ngọc Anh thần sắc càng trắng hơn,
thân thể mềm mại đều nhịn không được run nhẹ nhẹ, nhìn nhau, từ đầu đến cuối không cách nào làm ra quyết định kia tới. Thái Miểu Thần Tông chúng cường giả, giờ phút này đều là vẻ tuyệt vọng, khoảng cách gần phía dưới mới càng có thể cảm nhận được chân long chi uy. Ta Thái Miểu Tông, cùng chân long không oán, cớ gì truy sát bọn ta? Thái Miểu Thần Tông tông chủ nhịn không được mở miệng nói, chết, toàn bộ đều chết, nhất định phải chết, giết sạch các người. Nhưng mà, truyền đến chính là chân long mất lý trí, sát ý nghiêm nghị đáp lại, hô, thiên địa linh khí cuốn tới, mây đen ép xuống, từng mảnh bông tuyết lôi đình, vậy mà tản ra thấu xương băng hàn, ngay tại cuốn tới. Giờ phút này, Thái Miểu Thần Tông chúng cường giả, lại không trốn chạy cơ hội, hoang dã giới hạn, nơi xa xôi, một đám thái miểu cảnh võ giả, giờ phút này đều là tuyệt vọng nhìn hướng mây đen vị trí. Thái Miểu các trưởng lão, chẳng lẽ liền bị chân long tiêu diệt? Một khi như vậy, Thái Miểu Thần Tông làm sao tiếp tục tại thần vực đặt chân? Trừ phi đạo vực đến cường giả tọa trấn, ra tay đi, chỉ có thể như vậy. Thái Miểu Tông chủ trầm giọng nói. Theo nàng vừa mới nói xong, trên thân hiện ra một cỗ cực kỳ bá đạo khí thế, nhu nhược thân thể mềm mại, vậy mà bắn ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Nàng tu luyện chính là Thái Miểu Chí Tôn nói. Từng người Thái Miểu Tông cường giả không ngừng bộc phát khí thế, tất cả đều cho người một loại bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn thế, cùng các nàng nhu nhược bên ngoài tạo thành tươi sáng tương phản. Mà Tân Mộng Nhu mấy người hiện ra mờ mịt chi ý, trong một chớp mắt giống như mộng như ảo, bao phủ tại bốn phía, phảng phất thật cũng mộng ảo, mà mộng ảo cũng có thể thành thật. Thái Miểu Mộng Huyễn Đạo, Tân Mộng Nhu nhìn thoáng qua, như cũ tại do dự hai cái tiểu ni tử, đáy lòng cười khổ không thôi. Đến giờ phút này, vậy mà bởi vì sợ gây nên Hứa Viêm bất mãn mà tiếp tục do dự, chớt. Giờ phút này, tựa hồ Thái Miểu Tông chúng cường giả bộc phát khí thế, kích thích chân long, một tiếng thanh âm tức giận truyền đến, ầm ầm, mây đen quay cuồng, lôi đình oanh minh, băng hàn chi ý, giống như muốn đem phiến thiên địa này đều cho đông kết. Chân long từ mây đen bên trong đáp xuống, trực tiếp giết tới đây. Giờ khắc này, nhìn thẳng vào chân long chi uy Thái Miểu Tông chúng cường giả, một trái tim đều nhịn không được run rẩy, bệ nghệ thiên hạ khí thế cũng lại có sụp đổ cực hạn. Nhưng mà, vào thời khắc này, một tiếng long ngâm vang lên, một đầu hoàng kim cự long đột nhiên mà đến, oanh mở mây đen, đánh phía cái kia một đầu ngọc bạch hoàn mỹ chân long.